Quyển sách Kiếm tiền thời khủng hoảng, tác giả Martin DeWeis, dịch giả Nguyễn Ngọc Toàn, Trần Hoàng Anh. Thoát khỏi các trò lừa đảo khi thị trường chứng khoán, bất động sản và tài chính suy thoái, quyển sách của Alpha Books và nhà xuất bản Công Thương. Về tác giả, tiến sĩ Martin DeWeis là một trong những nhà tư vấn hàng đầu, là chủ tịch của Wealth Rating, một hãng chuyên cung cấp các đánh giá xếp hạng độc lập về cổ phiếu, các quỹ đầu tư, hãng môi giới, các công ty, ngân hàng và hãng bảo hiểm. Đây là hãng xếp hạng duy nhất cung cấp các thông tin nhiều chiều hoàn toàn miễn phí về thị trường chứng khoán, không nhận bất cứ khoản thù lao nào từ các công ty được xếp hạng. Wise là gương mặt quen thuộc trên các kênh truyền hình nổi tiếng như ABC, CBS, NBC và CNN. Nhiều người không quan tâm tới tiền cho tới khi họ cạn kiệt tiền, và những người khác cũng làm điều tương tự với thời gian. Johann Wolfgang von Goethe: hãy mua khi mọi người bán và giữ cho tới khi mọi người mua. Đó không chỉ là một khẩu hiệu lôi cuốn, đó còn là điều cốt lõi để đầu tư thành công. Trey Pawlenty: có tiền và những thứ tiền có thể mua được là một điều tốt, nhưng thỉnh thoảng bạn cũng nên kiểm tra và chắc chắn rằng bạn chưa đánh mất những thứ mà tiền không thể mua được. George Lorimer: khủng hoảng, cơ hội đầu tư và làm giàu. Loài người đang trong một cơn đại khủng hoảng. Thị trường tài chính Forward chứng kiến sự sụt giảm của các chỉ số chứng khoán lớn nhất kể từ cuộc khủng hoảng năm 1987, thậm chí còn được so sánh với cuộc đại khủng hoảng năm 1929 đến năm 1933. Chỉ số Dow Jones giảm mức kỷ lục từ gần 30.000 điểm xuống chỉ còn chưa đầy 20.000 điểm chỉ trong vài ngày. Tại Việt Nam, chỉ số chứng khoán cũng rơi tự do và không biết bao giờ mới vực lại được. Sự suy giảm kinh tế, đổ vỡ các doanh nghiệp, tình trạng thất nghiệp, giảm thu nhập cận kề trước mắt mọi người. Chưa bao giờ chúng ta chứng kiến cả một ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn lại đóng băng đến vậy. Hàng trăm máy bay chỉ nằm trên mặt đất, hàng trăm nghìn lao động chỉ ở nhà suốt 2 tháng qua và có thể nhiều tháng tới. Câu hỏi đặt ra trong đầu những doanh nhân là tồn tại thế nào? Câu hỏi trong đầu người lao động là sống ra sao, kiếm tiền bằng cách nào? Nhiều năm trước, chúng tôi đã xuất bản một cuốn sách có tên đầy khiêu khích, Kiếm tiền thời khủng hoảng. Tác giả lại nhìn nhận vấn đề đó từ quan điểm có phần lạc quan. Với cách tư duy mới mẻ, Martin DeWeis coi khủng hoảng như một cơ hội đầu tư và làm giàu. Không những chúng ta có thể bảo toàn tài sản, mà còn có thể gia tăng khối tài sản đó bất kể thị trường biến động thế nào. Không liệt kê những lý thuyết đầu tư cũ kỹ, khô cứng. Điều đặc biệt của cuốn sách này là nó được viết dưới dạng tiểu thuyết. Một tiểu thuyết dạy cách kiếm tiền khi thị trường chứng khoán chao đảo. Nhân vật chính trong truyện là một giáo viên vật lý, hoàn toàn xa lạ với những chỉ số, quỹ đầu tư, trái phiếu, quyền chọn, v.v. Cũng từng thất bại, bị lừa gạt, nhưng nhờ những hướng dẫn chi tiết, hiệu quả của nhà tư vấn chỉ nhận phí, dần dần cô đã tìm ra cho mình phương thức đầu tư thành công. Mở đầu cuốn sách là hình ảnh phố Wall đang bị bao trùm bởi bóng mây đen của khủng hoảng, của những trò bịp bợm, lừa dối, những mánh khóe của các công ty môi giới, kiểm toán. Hàng trăm nhà đầu tư đã rơi vào cảnh khốn cùng vì những nhận định và báo cáo sai lệch, những ngụy tạo sổ sách kế toán, những vụ mờ ám quanh quỹ lương hưu, hay việc biến các công ty con thành những thùng rác kế toán diễn ra khắp nơi. Cuốn sách như một câu chuyện lôi cuốn và sống động, nhưng vẫn rất thực tế với đầy ắp những sự kiện, giúp người đọc dễ dàng hiểu, nắm vững và áp dụng những bí quyết học được để tìm ra giải pháp cho mình trong hoàn cảnh khó khăn này. Trong thế giới kinh doanh vô cùng bất ổn hôm nay, những kinh nghiệm cũng như những hướng dẫn cụ thể tác giả đưa ra sẽ là chiếc la bàn định hướng cho các nhà đầu tư
vượt qua cơn bão thị trường. Thực tế cho thấy, mọi cuộc khủng hoảng rồi cũng sẽ kết thúc, và nếu biết cách đầu tư thông minh, bất cứ ai cũng có thể an toàn vượt qua những thời kỳ đen tối nhất. Do đó, để luôn là người chiến thắng, mỗi chúng ta hãy tìm cách vượt qua khủng hoảng và coi nó là cơ hội để nền kinh tế tự điều chỉnh và hoàn thiện. Trong nguy có cơ, và cơ hội sẽ dành cho ai biết lắng nghe và tin tưởng rằng mình có thể kiếm lời trong khủng hoảng. Xin trân trọng giới thiệu tới độc giả công ty cổ phần sách Alpha. Phần giới thiệu. Giờ đây hàng triệu nhà đầu tư đang phải sống trong nỗi lo sợ về tương lai, và có lẽ bạn cũng nằm trong số đó. Tôi cũng nghĩ giai đoạn sắp tới sẽ là thời kỳ kinh tế rất khó khăn. Nhưng khác với hầu hết các nhà đầu tư khác, nỗi lo sợ gần như không có chỗ trong tâm trí tôi. Thực ra, cha tôi, Irving Weiss, đã bắt đầu luyện cho tôi cách đối mặt với những thời kỳ như thế này từ cách đây 50 năm. Trong khi những đứa trẻ khác chơi cờ hay vui đùa cùng cha mẹ, thì cha con tôi lại cùng nhau chơi trò thị trường chứng khoán. Nếu tôi làm người mua thì cha tôi sẽ đóng vai người bán hoặc ngược lại. Đó là cách cha dạy tôi những bài học mà ông học được từ vụ sụp đổ thị trường chứng khoán năm 1929. Cha tôi từng là một trong những người chơi chứng khoán nổi tiếng ở phố Wall. Ông gần như là người duy nhất đoán trước được sự sụp đổ năm 1929. Ông không những bảo toàn được túi tiền của mình trong khi giá các loại cổ phiếu khác rơi tự do, mà còn tận dụng vụ sụp đổ đó để thu về những khoản lợi nhuận lớn. Với số tiền $500 vay của bà nội, cha tôi đã biến nó thành $100,000 ngay trong thời kỳ sụt giảm tồi tệ nhất của thị trường chứng khoán. Ông đã giảng giải cho tôi tại sao mọi cuộc khủng hoảng rồi cũng sẽ kết thúc, các vụ sụt giá cổ phiếu diễn ra và ảnh hưởng đến người dân như thế nào, làm thế nào để chuẩn bị đối phó với sự sụp đổ thị trường và hậu quả của chúng, và làm thế nào để vẫn có thể an toàn và làm giàu chân chính ngay cả trong những thời khắc khó khăn nhất. Tôi muốn chia sẻ những bài học quý giá này với các bạn. Cha tôi nói rằng ông đã chiến thắng trong đại khủng hoảng năm 1929 không chỉ một lần mà tới hai lần. Khi cổ phiếu sụt giảm vào những năm 1930 và khi cổ phiếu chạm đáy, bằng cách mua lại cổ phiếu của các công ty lớn nhất nước Mỹ ở mức giá gần như thấp nhất trong thế kỷ. Năm 1924, ở tuổi 16, cha tôi bắt đầu sự nghiệp với công việc đánh máy ở phố Wall. Đến năm 1928, ông được cất nhắc vào vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên môi giới. Khi đó, ở phố Wall, cơn sốt chứng khoán đang vào giai đoạn cao trào. Các nhà đầu tư dồn toàn bộ số tiền họ có vào thị trường chứng khoán, thậm chí còn vay thêm tiền để mua cổ phiếu. Nhưng cha tôi không mua điên cuồng như vậy. Ông nhận thấy tình hình kinh doanh trên khắp nước Mỹ đang không tốt và ngày càng xấu đi. Ông cũng nhận thấy thị trường chứng khoán Anh và các thị trường khác ở châu Âu đang lao xuống dốc. Và ông cũng biết rất nhiều nhà đầu tư đang chìm ngập trong nợ nần. Vì vậy, khi cuộc đại khủng hoảng xảy ra vào tháng 10 năm 1929, ông đã khuyên cha mẹ chỉ nên đầu tư vào các kế hoạch an toàn tuyệt đối và không nên đầu tư vào thị trường chứng khoán. Trong khi hàng triệu người mất hết tiền vì cuộc đại khủng hoảng, gia đình tôi đã không bị mất một xu. Đó là sự kiện đáng nhớ đầu tiên trong sự nghiệp đầu tư của ông. Sự kiện thứ hai đến khi ông gặp George Cato, một sinh viên người Nhật đang theo một khóa học của chương trình trao đổi văn hóa, đồng thời cũng là một nhà phân tích, có mối quan hệ mật thiết với các nhà đầu cơ sắc sảo nhất lúc bấy giờ. George nhanh chóng trở thành cố vấn của cha tôi, dạy ông cách bán khống trong thị trường chứng khoán để có thể kiếm lời từ một cuộc khủng hoảng. Vì vậy, tháng 4 năm 1930, khi các cổ phiếu tạm thời hồi phục và mọi người ở phố Wall đều cho rằng xu hướng thị trường đi xuống đã chấm dứt, cha tôi đã vay $500 của bà tôi và áp dụng những điều ông học được từ George Cato để bán khống các cổ phiếu mà ông nghĩ rằng sẽ có khả năng giảm nhiều nhất.
cuộc đại khủng hoảng năm 1929 mới chỉ là bước khởi đầu. Cuộc suy thoái kéo dài hơn và sâu hơn bắt đầu từ năm 1930 và diễn ra gần 3 năm ròng. Cha tôi kể lại rằng khi thị trường chạm đáy, ông đã biến số tiền 500 đô la vay từ bà nội thành 100.000 đô la, tương đương với 1.300.000 đô la hiện nay. Nhưng ông cũng thú nhận rằng ông đã trải qua những lần thua lỗ nặng mỗi khi thị trường không đi theo hướng dự đoán của ông. Cha đã toát mồ hôi hột, ông thường nói vậy, và đôi khi mọi thứ trở nên rất tệ. Thế rồi, vào những ngày trước lễ nhậm chức của Franklin Delano Roosevelt, viết tắt là FDR, cha tôi được xem bản thống kê từ Cục Dự trữ Liên bang Fed thể hiện chính xác số tiền mặt mà người dân Mỹ đang rút khỏi các ngân hàng Mỹ. Mọi người đang rút ra số lượng tiền rất lớn, và ông kết luận rằng sắp tới các ngân hàng trong nước sẽ đóng cửa hàng loạt. Đa phần mọi người đều cho rằng khủng hoảng và đóng cửa ngân hàng là một trong những điều tồi tệ nhất có thể xảy ra. Họ coi đó là dấu hiệu của một đợt suy thoái trầm trọng hơn, là lúc nên tháo chạy. Nhưng cha tôi lại cảm thấy điều ngược lại mới chính xác. Ông tin rằng đợt đóng cửa ngân hàng này đánh dấu thời điểm kết thúc hoàn toàn đợt suy giảm thị trường chứng khoán. Ngày 3 tháng 3 năm 1932, cha tôi đã sẵn sàng hành động. FDR sẽ nhậm chức vào ngày hôm sau, và cha tôi cho rằng ngài tổng thống mới sẽ không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc đóng cửa các ngân hàng để thực hiện tất cả những bước cần thiết nhằm phục hồi thị trường. Ông biết được điều đó qua việc các cổ phiếu Blue Chip được bán với mức giá rẻ bất ngờ. Và rồi cha tôi kể tiếp, cha và một số người nữa đi thẳng đến văn phòng chính của các hãng, bỏ qua các chi nhánh nhỏ lẻ. Cha muốn các lệnh đặt của mình đến tay người có khả năng liên lạc trực tiếp với các giao dịch viên trên sàn. Bằng cách mua tất cả những gì có thể, cha đã mua được cổ phiếu của các hãng GM, AT&T, GE và Sears với giá rẻ như bèo và gần như chạm đáy. Phần còn lại thuộc về lịch sử. Ngay sau khi nhậm chức, FDR đã cho đóng cửa tất cả các ngân hàng như cha tôi dự đoán. Tiếp nữa, ông còn cho đóng cửa cả thị trường chứng khoán, điều cha tôi không dự đoán được. Tuy nhiên, quan điểm của các nhà đầu tư cũng bắt đầu thay đổi. Niềm tin vào hệ thống ngân hàng bắt đầu hồi phục. Các nhà đầu tư giàu có đã lên kế hoạch mua lại cổ phiếu. Cuối cùng, khi thị trường chứng khoán mở cửa trở lại, giá cổ phiếu tăng vù vù. Sự hồi phục diễn ra và cha tôi đã có được thứ khiến nhiều người thèm muốn. Cha chỉ ước gì mình giữ chỗ cổ phiếu đó thêm một thời gian nữa. Ông nói, tuy nhiên cha đã thu một khoản lời kha khá dù rút lui quá sớm. Đó là 70 năm trước. Giờ đây, tôi dành cả cuộc đời của mình để chia sẻ các kinh nghiệm đó, cả thành công và thất bại cho các nhà đầu tư nhỏ, bao gồm những điều tôi học được từ cha mình và cả những điều tôi lĩnh hội được trong 30 năm phân tích các công ty và thị trường. Tôi đã nói với các nhà đầu tư rằng họ không nên kỳ vọng biến 500 đô la thành 100.000 đô la, và bạn cũng không nên trông đợi điều đó. Tuy nhiên, bạn chắc chắn có khả năng thay đổi tương lai tài chính của mình, lấy lại số tiền đã mất và có một khoản tiền dự trữ thoải mái cho bản thân và gia đình. Trong ngắn hạn, tôi đoán rằng sẽ có một vài điều tồi tệ xảy ra, nhưng về cơ bản, tôi là người lạc quan. Tôi tự tin về kiến thức, công nghệ và khả năng hồi phục trong dài hạn của chúng ta. Tôi có thể thấy một ngày mai tươi sáng hơn khi những tàn dư của cuộc khủng hoảng vừa qua được giải quyết. Các vụ sụp đổ thị trường chứng khoán, thậm chí cả các đợt suy thoái kinh tế cũng chưa phải đã là tận thế. Nước Mỹ từng trải qua những thời kỳ tồi tệ hơn nhưng vẫn tồn tại, nên lần này chúng ta cũng sẽ tiếp tục tồn tại. Nếu chúng ta làm đúng, mọi thứ thậm chí sẽ còn tốt hơn, và chúng ta có thể tận dụng khoảng thời gian giữa hai thời kỳ như một cơ hội để sửa chữa các yếu kém kinh tế và xã hội mà chúng ta đang mắc phải. Có hai cơ hội dành cho bạn. Bạn có thể kiếm tiền khi thị trường chứng khoán đi lên hoặc đi xuống. Kể cả nếu chỉ tận dụng một trong hai cơ hội này và bắt đầu với một số vốn rất nhỏ, bạn vẫn có thể thành công. Càng thành công,
bạn càng có khả năng đầu tư vào các doanh nghiệp được quản lý tốt nhất, làm ăn phát đạt nhất và có lãi nhất khi họ cần tới sự hỗ trợ của bạn nhất. Cuốn sách này nhằm giúp bạn tối đa hóa các cơ hội thành công của mình. Nửa đầu cuốn sách sẽ nói về cuộc khủng hoảng gần đây, nguyên nhân khiến chúng ta rơi vào cuộc khủng hoảng này, những nguy cơ còn tiềm ẩn và ngay bây giờ bạn có thể làm gì. Nửa sau cuốn sách viết về các kịch bản cho trường hợp xấu nhất trong tương lai và các bước khôn ngoan cần thực hiện trước, trong và sau cuộc khủng hoảng. Mặc dù trong cuốn sách này tôi đã vẽ nên một bức tranh thảm khốc, nhưng hãy luôn nhớ rằng không bao giờ là quá muộn đối với bạn nói riêng và đối với đất nước nói chung để thực hiện hành động bảo vệ. Và thậm chí cả trong những thời khắc tối tăm nhất, chúng ta vẫn sẽ còn niềm hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Hãy nhớ rằng kịch bản xấu nhất mà tôi đặt ra không phải là tình huống nhất thiết sẽ xảy ra. Mục đích của nó là để cảnh báo những điều có thể xảy ra nếu các nhà lãnh đạo của chúng ta vẫn tiếp tục hướng đi hiện tại. Và đó cũng là cách để tôi báo cho bạn biết về những cơ hội đặc biệt mà thị trường bất lợi có thể mang lại cho bạn. Một vài sự kiện vượt ngoài tầm kiểm soát của bất kỳ cá nhân hoặc nhóm người nào. Nhưng đừng bao giờ xem thường khả năng của bạn trong việc thay đổi tương lai của mình. Palm Peak Gardens, Florida. Chương 1. Những mánh khóe của tay môi giới chứng khoán. Để bạn có thể nắm được toàn bộ những gì sẽ xảy ra và tại sao nó lại xảy ra như vậy, cuốn sách này được viết dưới dạng một cuốn tiểu thuyết, bao gồm một số nhân vật và công ty hư cấu. Bằng cách này, cuốn sách sẽ hướng dẫn bạn từng bước vượt qua mê cung sự kiện và quyết định mà bạn sẽ phải đối mặt trong tương lai. Tuy nhiên, không hoàn toàn giống như một cuốn tiểu thuyết, nội dung sách lại nói về thế giới hiện thực. Nó cho bạn những lời khuyên đáng tin cậy, được minh chứng bằng các tài liệu. Những lời hướng dẫn lần lượt được đưa ra mang đến cho bạn sự chỉ dẫn hữu ích, có thể áp dụng ngay bây giờ để giúp bạn thoát khỏi những nguy cơ và đạt được mục đích tài chính của mình. Câu chuyện bắt đầu với những mánh khóe lừa bịp và những nguy cơ mà bạn, với tư cách là nhà đầu tư và khách hàng, đang phải đối mặt. Ngoài ra, chúng tôi còn đưa ra cho bạn lời khuyên về cách bảo toàn số tiền của bạn. Sau đó sẽ là những lời khuyên giúp bạn kiếm được lợi nhuận từ khủng hoảng. Linda Dardini, cô con gái 30 tuổi của một trong những CEO hưởng lương cao nhất nước Mỹ, không muốn nói nhiều về bố mình. Cô gắn bó với ông về tình cảm, nhưng hoàn toàn độc lập về tài chính. Cô yêu quý ông, nhưng không muốn nhận một chút tiền nào từ ông. Vợ chồng cô là những người có tính độc lập, muốn chứng minh rằng họ có thể tự làm giàu mà không cần sự giúp đỡ của cha. Khác với đám bạn bè, cô không muốn nói với mọi người rằng cha cô là một CEO nổi tiếng. Cô là giáo viên dạy vật lý tại một trường cấp 3 ở Arlington, Virginia, và cô bằng lòng với cuộc sống hiện tại. Cô thậm chí không muốn nghe lời khuyên đầu tư của cha. Thay vào đó, hầu hết mọi quyết định tài chính của cô đều dựa vào lời khuyên của một trong những hãng môi giới chứng khoán lớn nhất nước Mỹ, công ty Harris & Jones. Công ty này có trên 5 triệu khách hàng và là một trong những công ty danh tiếng nhất phố Wall. Cô cảm thấy có thể tin tưởng ở họ. Nhân viên trực tiếp phụ trách tài khoản của cô, James Dupois, đã làm rất tốt nhiệm vụ trong suốt những năm 1990. Vì thế cô cũng rất tin tưởng anh ta. Một buổi sáng thứ hai, cô gọi điện cho anh để xin lời khuyên. Cô có một khoản tiền $160,000 và muốn đầu tư. Đây là khoản tiền có được nhờ bán căn hộ thứ hai và cô hy vọng sẽ biến số tiền này thành một ngân quỹ lớn đủ để trang trải chi tiêu khi nghỉ hưu và học phí cho các con. Tôi có một loại cổ phiếu rất thú vị dành cho cô, tài môi giới chứng khoán tuyên bố đầy phấn khích. Giá khởi điểm của nó là $64, nhưng bây giờ chỉ còn $40. Tin tốt lành là loại cổ phiếu này có thể đem lại lợi nhuận $2 trên cổ phiếu trong năm nay. Với mức giá $40, như vậy, giá bán ra của nó chỉ gấp 20 lần so với lợi nhuận mà nó thu được. Như vậy có tốt không? Cô hỏi. Tốt không ấy à? Cô không đùa đấy chứ. Đó là một món hời.
Hầu hết các công ty trong ngành này đều bán cổ phiếu với mức giá gấp 30 đến 40 lần so với lợi nhuận nó kiếm được. Vì thế, cổ phiếu của công ty này có giá trị thật gấp 30 đến 40 lần so với khoản lợi nhuận 2 đô la trên cổ phiếu. Nhân chúng lên và cô có gì nào? Khoảng 60 hay 80 đô la gì đó cho một cổ phiếu. Chính xác. Và có nhiều khả năng là 80 đô la. Nhưng cô chỉ phải trả 40 đô la. Đó là lý do tại sao các chuyên gia phân tích của chúng tôi đánh giá cổ phiếu này là nên mua. Cô có xem chương trình CNBC sáng nay không? Không ư, thật đáng tiếc. Chỉ vài giờ trước, chuyên gia phân tích của chúng tôi đã nói về nó. Cổ phiếu đó tên là gì? United Communications and Business System, viết tắt là UCBS. Tôi chắc rằng cô đã từng nghe cái tên đó. Cô chậm rãi gật đầu. Sau khi gạt bỏ những lo ngại, cô quyết định đầu tư 80.000 đô la vào công ty này. Nhân viên môi giới mua cho cô 2.000 cổ phiếu với giá 40 đô la và cô chỉ phải đợi chúng lên giá. Nhưng tình hình lại diễn biến theo chiều ngược lại. Có tin đồn rằng UCBS đã phóng đại lợi nhuận. Chi tiết thì không rõ lắm, nhưng theo vài nguồn tin, trong đó có những nguồn tin đáng tin cậy, thì thay vì kiếm được 2 đô la trên cổ phiếu, thực tế công ty chỉ kiếm được 1 đô la. Vì hầu hết các nhà đầu tư vẫn đánh giá cổ phiếu của công ty ở mức 20 lần lợi nhuận. Nên nếu như những tin đồn đó là sự thật, thì cổ phiếu này sẽ chỉ có giá 20 nhân 1 đô la, 20 đô la. Ngay lập tức, các nhà đầu tư bắt đầu bán tháo cổ phiếu khi giá rơi về mức 20 đô la. Trong vòng vài ngày, cô đã mất gần một nửa số tiền đầu tư. Như cứa thêm vào nỗi đau, vài tháng sau, người ta còn phát hiện ra một số lời nhận xét tốt đẹp mà Google đánh giá về cổ phiếu này. Thật ra là do công ty đó mua và trả tiền. Các chuyên gia được trả một khoản tiền lớn để đẩy giá cổ phiếu lên và đánh bóng triển vọng vốn đã được phóng đại của công ty này. Khi tin này lộ ra, một số chuyên gia đã giáng cấp cổ phiếu của công ty xuống mức giữ, mà thực ra đó là ký hiệu của Google thay cho bán. Một lần nữa, giá cổ phiếu này lại giảm xuống một nửa, tức là còn 10 đô la. Từ khoản đầu tư 80.000 đô la, giờ đây cô chỉ còn vỏn vẹn 20.000 đô la. Khi cô đang suy ngẫm về tình trạng khó khăn của mình thì vào một buổi chiều, tiếng chuông điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, lại là DuBois. Trong khi cô còn đang cảm thấy bất ngờ, anh ta lại gợi ý cô nên mua thêm 2.000 cổ phiếu của chính công ty này. Loại cổ phiếu đang khiến danh mục đầu tư của cô rơi tự do. Hãy xem này, anh ta nói, tất cả những tin đồn xấu mà cô nghe về UCBS chính là cái mai trong cái rủi. Chúng khiến giá cổ phiếu giảm xuống dưới giá trị thực của nó. Điều cô cần làm lúc này là bỏ ra một chút tiền nữa và có thể cắt giảm chi phí bình quân một cách ngoạn mục. Thay vì mua 2.000 cổ phiếu với giá 40 đô la, giờ đây cô có thể có 2.000 cổ phiếu với mức giá chỉ còn 10 đô la. Và như vậy, tổng cộng cô sẽ có 4.000 cổ phiếu với mức giá trung bình là 25 đô la. Đó chính là mức giá trung bình. Cô do dự. Cô nói với anh ta rằng thật ra cô đang nghĩ đến chuyện bán số cổ phiếu đang có. Ồ không, anh ta đáp lại trong hơi thở gấp gáp. Giờ mới chính là thời điểm xấu nhất để làm việc đó. Thay vào đó, cô nên mua thêm. Và nếu như cô không đủ can đảm để mua thêm thì hãy giữ chúng lại. Tuboy ngừng lại đôi chút để thăm dò phản ứng của cô, nhưng cô vẫn im lặng. Hãy nhớ một quy luật vàng để chiến thắng trên sàn chứng khoán, anh nói với giọng điệu chuyên nghiệp, đó là luôn đầu tư dài hạn. Thị trường sẽ đem lại lợi nhuận cao hơn cho các kế hoạch đầu tư dài hạn, mọi thứ luôn quay vòng. Trước đây, cô đã nghe đi nghe lại điều này từ hầu hết mọi người, bạn bè, các chuyên gia hoạch định tài chính, chương trình TV và các nhà bình luận. Điều đó dường như đã trở thành một chân lý với nhiều bằng chứng lịch sử trong hàng thập kỷ. Cô chưa từng nghe ai nói điều ngược lại và vì thế, cô dễ dàng chấp nhận nó mà không hề thắc mắc. Những ngày sau đó, trong cô luôn giằng co về quyết định này và mỗi lần cô nói chuyện với DuBois,
anh đều đưa ra một câu châm ngôn mới về đầu tư để thuyết phục cô kiên nhẫn và chờ đợi. Nhân viên môi giới này có một mục đích là anh ta muốn giữ khách hàng này, và kinh nghiệm cho anh ta biết rằng một khi khách hàng bán tháo cổ phiếu, họ thường từ bỏ luôn thị trường chứng khoán và tệ hơn nữa là đóng luôn tài khoản. Do đó, anh ta quyết tâm ngăn cản cô bán cổ phiếu bằng mọi cách. Thủ thuật đầu tiên mà anh ta vận dụng là luận điệu thua lỗ trên giấy tờ. Đừng lo lắng về khoản thua lỗ đó, anh ta tuyên bố. Chúng chỉ là những khoản thua lỗ trên giấy tờ mà thôi. Nếu bán chúng, cô sẽ biến nó thành sự thật. Anh ta không hề nói rằng, thực ra chẳng có gì khác biệt giữa khoản thua lỗ trên giấy tờ và khoản thua lỗ thật. Anh ta cũng không tiết lộ với cô rằng Ủy ban chứng khoán, viết tắt SEC, thậm chí còn yêu cầu các nhà môi giới phải định giá cổ phiếu mà họ nắm giữ trong danh mục đầu tư theo giá hiện hành để xác định khoản lỗ thật, dù các cổ phiếu đã được bán hay chưa. Anh ta thừa hiểu rằng dù thế nào lỗ vẫn là lỗ, đó là một sự thật. Khi luận điệu thua lỗ trên giấy tờ không còn tỏ ra hiệu quả, anh ta cố gắng lập luận theo kiểu đừng có ngốc mà bán khi giá đang chạm đáy. Anh ta thậm chí còn sử dụng câu nói mà ông giám đốc kinh doanh cũ đã nói với anh ta. Chúng ta đã ở gần, rất gần đáy, thậm chí có thể chúng ta đang chạm đáy rồi. Nếu bây giờ cô bán thì chỉ 3 tháng sau cô sẽ phải trả giá. Đừng hành động ngu ngốc như thế chứ. Sự thật thì nhà môi giới hay bất kỳ ai cũng đều không thể biết đáy nằm ở đâu. Cùng lúc đó, với kinh nghiệm cá nhân, anh ta hiểu rằng cổ phiếu không chạm đáy nếu chỉ đơn giản vì nó có vẻ rẻ. Trên thực tế, với danh mục đầu tư cá nhân của mình, nhà môi giới đã quyết định rằng anh ta không nên là người đưa ra mức đáy cho đến khi những người môi giới khác làm việc đó. Như thường lệ, vào giữa tuần, thị trường đột nhiên hồi phục mạnh mẽ và Linda The Dinner cho rằng đây chính là cơ hội thoát khỏi tình cảnh hiện tại. Cô gọi điện cho Dubois để kết thúc mọi thứ, nhưng anh ta lập tức phản bác với lập luận về một sự hồi phục lớn hơn. Thị trường đang hồi phục, anh ta nói và miêu tả chi tiết những diễn biến của chỉ số Dow Jones. Cổ phiếu UCBS đang bắt đầu hồi phục. Không phải là cô đang muốn rút ra đấy chứ, tôi không tin. Sau khi kiên trì như thế, cô lại muốn bỏ chạy bây giờ, khi mà mọi thứ đang bắt đầu thay đổi theo chiều hướng có lợi cho cô. Nhà môi giới giở con bài cuối cùng trong những thủ thuật của mình là kích động lòng yêu nước. Anh ta hỏi, cô có biết điều gì sẽ xảy ra nếu ai cũng làm như cô không? Điều đó sẽ khiến thị trường tài chính khủng hoảng. Nhưng chỉ cần cô và hàng triệu nhà đầu tư khác có thêm chút niềm tin vào nền kinh tế của chúng ta, vào đất nước của chúng ta, thì thị trường sẽ hồi phục và mọi người cùng kiếm được lợi. Những tháng sau đó, cô sẽ nhận ra rằng có nhiều khoản đầu tư khác có thể giúp cô kiếm được lợi khi thị trường đi xuống. Và sau một vài thất bại ban đầu, cô sẽ mài dũa được kỹ năng để kiếm lợi lớn khi thị trường suy sụp. Tuy nhiên, hiện tại cô chỉ biết có 3 lựa chọn: mua, bán hoặc giữ lại, và cô quyết định giữ lại. Nhà môi giới không hề biết rằng cô có những lý do riêng khi làm việc đó. Cha cô chính là CEO của công ty này. Chương 2. Bong bóng. Bong bóng là một học thuyết mô tả hiện tượng giá chứng khoán vượt quá giá trị thật sự của chúng và vẫn tiếp tục tăng cho đến khi giá đột ngột rơi tự do và quả bong bóng vỡ. Paul E. Johnston, CEO của UCBS, cũng chỉ biết rất ít về cách kiếm tiền khi thị trường suy thoái. Đứng trong văn phòng của mình, ông đang dõi mắt nhìn về phố Wall. Thực tế, nhiều tháng trước đây, trong đầu ông không hề có khái niệm nào về việc kiếm lợi nhuận khi thị trường suy thoái. Một thập kỷ trước, UCBS chỉ là một công ty với một nhà máy, nhưng nay đã biến thành một tổ hợp bao gồm nhiều nhà máy và được biết đến là một trong những nhà sản xuất chế tạo công nghệ lớn nhất nước Mỹ. Thách thức cấp bách nhất hiện nay của ông là làm thế nào để huy động được một số tiền lớn. Không có thêm tiền, ông không thể tạo ra một bước nhảy vọt trong công nghệ chế tạo sợi quang. Không có tiền,
ông không thể thu mua những công ty mới nổi và đang dẫn đầu trong ngành công nghệ nước Mỹ cũng như nước ngoài. Ông cũng có thể sẽ không thể tự bảo vệ mình khỏi các tập đoàn khổng lồ toàn cầu đang lăm le muốn mua lại. Tệ nhất là ông có thể không có khả năng trả những khoản nợ sắp đến hạn, khoản nợ mà UCBS đã sử dụng trong các vụ mua lại công ty. Ông cần bao nhiêu tiền? Lần thứ ba trong vòng 24 giờ qua, ông suy nghĩ về danh sách các công ty mà ông đang muốn mua và tính toán ra con số khoảng 4.3 tỷ đô la, một số tiền lớn chưa từng có trong lịch sử công ty. Tham vọng ư? Đúng. Không thể ư? Không. Các gã khổng lồ viễn thông và công nghệ cao khác đều đã làm được, tại sao ông không thể? Tuy vậy, sẽ chẳng có ngân hàng hay nhà đầu tư nào đủ lớn để cho Johnston vay khoản tiền ông đang muốn có. Ngay cả một consortium các ngân hàng quốc tế lớn nhất cũng không làm điều đó. Chỉ có một nguồn duy nhất để kiếm tiền, thị trường chứng khoán. Vào những năm 1990, thị trường chứng khoán biến đổi nhanh chóng. Đầu tiên, để huy động một khoản tiền lớn thì phải là một công ty có tiếng tăm trong danh sách Fortune 100 với số cổ phiếu được giao dịch trên sàn chứng khoán New York. Tuy nhiên, hiện nay, hầu hết các công ty có dự án công nghệ cao hấp dẫn đều có thể huy động một số tiền lớn bằng cách niêm yết cổ phiếu trên sàn giao dịch chứng khoán mới là sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq, nơi hàng triệu nhà đầu tư khắp thế giới đang đầu tư hàng tỷ đô la. Chỉ trong 60 tháng, từ tháng 1 năm 1995 đến tháng 12 năm 2000, các nhà đầu tư đã đổ 993 triệu đô la vào Worldcom và 258 triệu đô la vào XO Communications. Họ đều cố gắng giành giật để có được cổ phiếu của Globalstar, Telecommunications, Luminance, Brothers Communications, International Capital Group, hay các công ty tên tuổi khác lúc đó. Hơn 2.809 công ty mới được thành lập. Tổng cộng 177 tỷ đô la được huy động, trong đó 103 tỷ đô la đã được huy động chỉ trong 2 năm, năm 1999 và năm 2000. Johnston đã quá quen với những đam mê này trên sàn giao dịch Nasdaq. Nhiều năm trước, ông từng là một trong những người tiên phong gia nhập câu lạc bộ những người chơi chứng khoán và niêm yết cổ phiếu của UCBS trên sàn giao dịch Nasdaq. Ông cũng thường xuyên qua lại phố Wall để huy động những khoản vốn lớn. Ông vay tiền đến mức tối đa và đến cuối năm 1999, với mỗi đô la vốn chủ sở hữu, UCBS nợ 5 đô la. Tệ hơn, với mỗi đô la nợ đến hạn phải trả trong vòng một năm, công ty chỉ có 8 xu tiền mặt trong ngân hàng. Đó chính là lý do ông cần huy động gấp 4.3 tỷ đô la. Ông biết có hai công ty từng huy động được số tiền lớn như vậy. Công ty UBS bán 109 triệu cổ phiếu mới cho các nhà đầu tư vào tháng 11 năm 1999 để thu về 5.4 tỷ đô la. Và công ty Conoco bán 191 triệu cổ phiếu mới vào tháng 10 năm 1998 để thu về 4.4 tỷ đô la. Vị CEO này biết rõ điều đó. Ông cũng biết rằng để huy động số vốn lớn như thế, ông không thể chỉ tới phố Wall với cái mũ trong tay và vài con số yếu ớt chẳng có gì nổi bật để khoe. Ông cần có một câu chuyện cực kỳ mời gọi. Ông phải đưa ra câu chuyện về sự tăng trưởng kỳ diệu, những dự báo lợi nhuận hấp dẫn, những sản phẩm công nghệ tuyệt diệu trong tương lai. Ngài giám đốc cũng đã quá quen thuộc với các đối tượng khán giả trong những buổi thuyết trình của ông. Các nhà đầu tư sẽ không dễ dàng đổ tiền tiết kiệm cả đời và hủy lương hưu của họ vào cổ phiếu của công ty, hay các giám đốc quỹ đầu tư cũng sẽ không đầu tư vào một loại cổ phiếu nào đó mà không tính toán kỹ càng. Không, thực tế là ông luôn tránh tiếp xúc trực tiếp với những người đó vì nỗi sợ hãi hay lòng tham của họ có thể che mất tầm nhìn hay làm ảnh hưởng đến sự tập trung của ông đối với kế hoạch tăng trưởng. Đối tượng duy nhất để ông trình bày các dự định của mình là các chuyên gia phân tích ở phố Wall, những người trẻ tuổi, tài năng, làm việc cho những công ty lớn ở phố Wall như Merrill Lynch, Salomon Brothers, Smith Barney, Prudential Securities,
và Lehman Brothers. Đàm phán với các giám đốc, quỹ đầu tư và các nhà đầu tư là công việc của họ, chứ không phải của ông. Việc của họ là giới thiệu cổ phiếu của UCBS cho giới truyền thông và công chúng. Nhưng để đạt được kết quả tốt nhất, ông cần họ thuyết phục mọi người tin rằng công ty đang làm ăn phát đạt. Ông cần khiến họ bị kích động và thèm muốn sở hữu những cổ phiếu của ông. Khi đó, họ sẽ viết các báo cáo nghiên cứu, chuyển tải những cảm giác đó đến hàng triệu nhà đầu tư. Nhưng Thornton cũng biết rằng các báo cáo tài chính của UCBS không phải là một bức tranh hoàn hảo. Đằng sau vẻ hào nhoáng được đánh bóng bề ngoài là những khiếm khuyết trong hoạt động với những dự án kinh doanh đang nằm bên bờ vực phá sản, cũng như các khoản nợ dễ dàng nhận ra. Đó là lý do tại sao vào một buổi sáng, ông mời vài nhà tư vấn kinh doanh được trả lương cao nhất trên thế giới đến giúp ông tìm ra cách chỉnh sửa lại các báo cáo tài chính của UCBS. Các nhà tư vấn này rất thông minh, họ đến từ một trong năm công ty kiểm toán hàng đầu nước Mỹ. Họ biết tất cả những công cụ mới nhất, những mẹo sổ sách giúp làm đẹp các con số. Nhưng liệu chỉ những đề xuất của họ đã đủ chưa? Liệu chúng có hợp pháp không? Những thủ thuật kế toán hoàn toàn hợp pháp. Mặt trời đã lên cao trên bầu trời Manhattan, buộc vị CEO đưa mắt rời khỏi khung cửa và nhớ đến các nhà tư vấn đang đợi ông trong phòng họp kín liền với văn phòng của ông. Ông dứt khỏi sự mơ màng và vội vã bước vào phòng họp. Ngồi trước mặt ông là ba nhân viên đến từ công ty kiểm toán, một phụ nữ tầm 40 tuổi có bằng MBA Harvard, một gã trẻ hơn cũng có bằng MBA, và Oliver Dulles, một người đàn ông trung niên có mái tóc muối tiêu với nhiều năm kinh nghiệm làm kế toán viên công chứng. Chúng ta đang có một thách thức lịch sử trước mắt, Johnston nói sau màn giới thiệu ngắn. Để đạt mục tiêu, chúng ta cần phải chấm dứt việc coi cổ phiếu UCBS là loại cổ phiếu cần phải bán. Thay vào đó, chúng ta phải coi nó là thứ gì đó có giá trị hơn. Chúng ta phải coi nó như một loại tiền tệ mới như đô la Mỹ, bảng Anh hay yên Nhật. Chúng ta phải làm sao để cổ phiếu UCBS trở thành một trong những loại tiền có giá trị nhất thế giới. Chúng ta muốn thấy cổ phiếu UCBS tăng cao hơn và tạo ra nhiều tiền hơn nữa. Và chúng ta sẽ sử dụng thứ tiền tệ đó, hay nói cách khác đó là cổ phiếu của chúng ta, để mua những công ty lớn hơn. Vị CEO dừng lại và trong giây phút im lặng đó, ông thầm nghĩ, cần phải nâng giá cổ phiếu và quyền chọn của mình lên mức cao hơn. Mình đã trở nên giàu có nhờ làm vậy, và giờ đây mình sẽ còn giàu có hơn nữa. Nữ tư vấn viên đáp lại như thể bà đã nghe thấy những suy nghĩ đó của ông. Giải pháp thứ nhất trong kế hoạch của chúng tôi, bà nói, là đề nghị thay đổi mức lương thưởng của ban giám đốc công ty. Chúng tôi cho rằng họ, và cụ thể là ngài, cần được thưởng và khuyến khích để giúp công ty đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh hơn mức hiện tại. Hiện tại, nếu tính tất cả số cổ phiếu và quyền chọn, cá nhân ngài chỉ nhận được không quá 14 triệu đô la trong năm nay. Nhưng dựa trên phân tích so sánh mức thu nhập của ngài với giám đốc của các công ty trong cùng ngành, chúng tôi thấy rằng đáng lẽ ngài phải có thu nhập gấp ít nhất 5 lần, có thể là 10 lần mức hiện tại. Dĩ nhiên, phương tiện duy nhất để có thể khiến điều đó trở nên khả thi chính là quyền lựa chọn được mua cổ phiếu. Vì thế, chúng tôi đề nghị phải tiến hành cải tổ mạnh mẽ chính sách thưởng quyền chọn. Vị CEO gật đầu tỏ vẻ hiểu biết. Quyền chọn là một phương thuốc tiên mới của các tập đoàn Mỹ. Chúng cho các CEO có cơ hội kiếm được các khoản lợi nhuận kết xù. Ngoài ra, các khoản lợi nhuận đó không bao giờ bị tính là chi phí hay bị trừ khỏi khoản lợi nhuận báo cáo cho các cổ đông. Quyền chọn cho phép các CEO tham ô của công ty và lấy đi những khoản tiền lớn trong khi các cổ đông hầu như không hay biết. Vị CEO này đã sở hữu một lô quyền chọn cho phép ông ta có quyền mua cổ phiếu rẻ hơn giá hiện tại. Giá cổ phiếu của UCBS hiện đang là 12 đô la và quyền chọn cho phép ông ta mua 1 triệu cổ phiếu với giá trung bình 10 đô la, rẻ hơn 2 đô la so với giá trị thật. Nếu muốn chuyển chúng thành tiền mặt, ông có thể mua 1 triệu cổ phiếu giá 10 đô la và bán ra với giá 12 đô la.
Như vậy, ông có thể bỏ túi $2 cho mỗi cổ phiếu và tổng cộng sẽ là $2,000,000. Không tồi lắm, ông tự nghĩ, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Điều khiến ông lo lắng nhất và cũng chính là điểm chính mà các nhà tư vấn đang cố gắng giải quyết là sự chênh lệch giữa thu nhập của ông và giám đốc các công ty cùng quy mô khác. Johnston biết, chẳng hạn ban giám đốc của Enron, một trong những công ty đi đầu trong việc sử dụng tài khoản ngụy tạo, được trả lương rất cao. Mức lương cơ bản của Kenneth Lai, chủ tịch hội đồng quản trị của Enron, là $1,300,000 và $7,000,000 tiền thưởng. Ngoài ra, tháng 3 năm 2000, ông ta còn bán quyền chọn của mình với giá $123,000,000. CEO của Enron, Jeffrey Skilling, cũng nhận được mức lương $850,000 và mức tiền thưởng $5,600,000. Năm 2000, ông ta cũng bán quyền chọn của mình với giá $62,000,000. Cũng trong thời gian đó, Andrew Festol, CFO của Enron, đã kiếm được hơn $30,000,000 nhờ quản lý hai trụ sở chính của Enron. Đó là chưa kể đến Worldcom, một trong những tập đoàn viễn thông đang ngày càng lớn mạnh, trở thành người khổng lồ trong làng viễn thông thế giới. Tương tự UBS, tập đoàn này phát triển chủ yếu nhờ các kế hoạch thâu tóm, mua lại cổ phần của các công ty khác. Johnston cho rằng Worldcom là một trong số những công ty có mức thu nhập cao nhất. Sự thật là Bernard Ebert, chủ tịch kiêm CEO của Worldcom, được nhận mức lương $41,000,000 cùng với số tiền thưởng $10,000,000 trong năm 2000. Ngoài ra, ông ta còn được thưởng hơn 1.000 quyền mua bán cổ phần của Worldcom trị giá $53,400,000. Trong năm 2000, Apple đã bán được hơn 1,000,000 quyền chọn và thu về $23,400,000. Sau đó, trước khi rời công ty, ông ta còn được công ty cho vay một khoản tiền lớn là $408,000,000, chưa kể đến khoản lương hưu $1,500,000. Nhưng điều mà Johnston không biết là với những trò gian lận đó thì sớm hay muộn, đế chế Enron cũng sẽ sụp đổ. Ông cũng không cảm nhận được chút gì về các nguy cơ sắp xảy ra với Worldcom, một vụ gian lận và phá sản tai tiếng hơn nhiều so với vụ Enron. Không ai mường tượng ra hậu quả đó. Thay vào đó, cuộc họp tại UBS chỉ tập trung vào việc tăng quyền chọn cho ban giám đốc công ty. Đó là điểm mấu chốt. Quyền chọn cho bạn những quyền lợi mà không phải thực hiện nghĩa vụ gì. Với quyền chọn, bạn có thể mua cổ phiếu ở mức giá tương đối rẻ và sau đó bán đi ngay lập tức với giá cao hơn. Nếu giá cổ phiếu công ty không tăng, bạn cũng không mất gì ngoại trừ quyền đó. Nhưng nếu giá cổ phiếu tăng, quyền chọn có thể đáng giá hơn 10 năm lương cơ bản. Chẳng cần thông minh lắm cũng có thể biết được điều gì sẽ xảy ra nếu cổ phiếu công ty giảm. Chẳng hạn, nếu cổ phiếu giảm 30% thì các nhân vật chớp bu của công ty sẽ mất đi 1/3, 1/2 hay thậm chí 2/3 tài sản cá nhân. Tùy từng công ty mà số phần trăm đó được quy ra số tiền cụ thể. Nhưng các CEO này không hề ngu ngốc. Họ biết rằng thứ tốt nhất là một bản báo cáo lợi nhuận hấp dẫn để nâng giá cổ phiếu. Do đó, mỗi quý một lần, họ đều tìm cách chỉnh sửa các con số, che giấu thua lỗ bằng mọi cách có thể, ngụy tạo doanh thu để thu hút các nhà đầu tư. Nhưng khi tất cả các mánh khóe đó bị bại lộ, thì mọi sự tăng trưởng và phát triển ngụy tạo đó sẽ bị phơi bày. Sau đó, khi những cổ phiếu này sụt giảm, hàng triệu người sẽ cháy túi, công chúng và Quốc hội Mỹ sẽ nhận được bài học cay đắng. Còn các CEO này đã ra đi bình an vô sự, sở hữu những biệt thự trên đồi Beverly cùng những du thuyền và những tài khoản ngân hàng 8 con số. Tuy nhiên, hiện giờ có rất ít người cảm thấy thắc mắc với những biện luận của phố Wall về khoản tiền lương cùng với mức thưởng khổng lồ dành cho các CEO. Miễn là các giám đốc này làm giàu cho bạn, các chuyên gia lý giải tại sao bạn phải quan tâm đến mức lương của họ. Do đó, không ai cảm thấy băn khoăn gì khi nữ tư vấn viên đưa cho Johnston bản báo cáo với những sửa đổi về chế độ thù lao cho ban giám đốc. Trong bản báo cáo, tên ông cùng với 4 quan chức cao cấp khác của công ty
được ghi trên đầu của 5 cột và tương ứng với mỗi cột là tên các loại cổ phiếu của UCBS bắt đầu từ mức $10 cho đến $100. Đây là bản tính cho thấy ngài và ban lãnh đạo cao cấp của công ty có thể kiếm được bao nhiêu với đề nghị của chúng tôi, và điều đó cũng còn tùy thuộc vào tình hình cổ phiếu của UCBS, bà ta tuyên bố. Trong khi xem xét các bản báo cáo, Johnston khẽ giấu đi nụ cười mỉm. Con số cuối cùng trong tổng thù lao của ông là $360 triệu ở mức giá cổ phiếu $100, ngay cả khi giá cổ phiếu chỉ còn một nửa, $50, thì ông cũng có thể ra đi với khoản tiền $180 triệu. Nào hãy nói tiếp đi, ông ta nghĩ. Người phụ nữ chờ đợi cho đến khi tác động của những con số đã lắng xuống và tiếp tục giải thích cơ sở của sự tính toán trên. Thứ nhất, chúng tôi đề xuất tăng tổng số quyền chọn cho các giám đốc lên 4 lần. Thứ hai, bên cạnh việc tăng quyền chọn cho ngài và các giám đốc cao cấp, chúng tôi cũng đề nghị giảm chế độ thưởng quyền chọn cho quản lý cấp trung và đối với nhân viên cắt hoàn toàn. Dĩ nhiên, bà ta thêm vào, không phải là tôi hay ngài có thể quyết định được mọi thứ. Điều đó còn phụ thuộc vào hội đồng quản trị của UCBS. Vị CEO cảm thấy hơi lo lắng về điều này. Ông biết hội đồng quản trị sẽ nhanh chóng thông qua những thay đổi này. Vì sao ư? Vì lý do đơn giản là chính họ cũng được hưởng những khoản thù lao tương tự như các giám đốc cao cấp. Họ sẽ còn được thưởng nhiều hơn nếu bỏ phiếu đồng ý. Bây giờ người phụ nữ kết luận, ban lãnh đạo công ty sẽ có động lực mạnh mẽ để làm mọi thứ có thể nhằm nâng giá cổ phiếu UCBS trên thị trường chứng khoán. Điều đó dẫn tới mục thứ hai trong kế hoạch của chúng tôi, đó là lợi nhuận của ngài. Oliver sẽ tiếp tục trình bày phần này. Bà ta gật đầu với gã chuyên gia kế toán. Gã đưa ra một tấm bảng màu vàng với những điểm nguệch ngoạc được ghi trên đó. Trò chơi với những công ty con. Oliver Dulles là một tay cực kỳ về các con số, vượt ra khỏi địa hạt của một chuyên gia kế toán bình thường. Gã có bằng cử nhân tâm lý xã hội của Đại học New York, được nhiều giáo viên biết đến vì gã luôn cho rất nhiều tính toán thống kê vào các bài luận nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, đầu những năm 1980, nguồn tài trợ cho những nghiên cứu của gã vốn rất dồi dào dưới thời Tổng thống Johnson thì nay đã trở nên cạn kiệt, công việc giảng dạy cũng hiếm. Do đó, Dulles thay đổi nghề nghiệp với kỹ năng xử lý các con số. Gã chuyển sang nghề kế toán và kiếm được một công việc ổn định cùng mức thu nhập đảm bảo. Công việc kế toán thường khiến gã cảm thấy chán nản, nhưng gã biết mình không còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi đã xem xét rất kỹ hoạt động của các ngài, gã nói. Chúng tôi đã đọc từng dòng trong các báo cáo tài chính của công ty và chúng tôi đã nhìn thấy cơ hội để làm nó phát triển hơn so với hiện tại. Trước tiên, gã tiếp tục, chúng tôi đã tập hợp danh sách tất cả các công ty con, liên doanh và cổ đông của UCBS ở Mỹ và nước ngoài. Đó là một bản danh sách dài tới 27 trang, rất phức tạp nhưng cũng đầy tiềm năng, hứa hẹn nhiều cơ hội thuận lợi. Trong hầu hết các trường hợp, UCBS chỉ sở hữu không quá 49% vốn của các công ty đó. Đó là một quyết định khôn ngoan, bởi vì như ngài cũng biết, nếu không nắm được đa số phiếu, thì ngài sẽ không phải tổng hợp tình hình tài chính của họ vào kết quả tài chính của UCBS. Điều đó có nghĩa là ngài có thể tiếp tục sử dụng chúng để chuyển nợ ra khỏi sổ kế toán của ngài vĩnh viễn. Sau đó, nếu các công ty con này có lãi, chúng ta sẽ có quyền chọn mua những cổ phiếu chi phối mà chỉ phải mất thêm một chút tiền. Đó là khi chúng ta có thể tổng hợp những con số, cộng khoản tiền đó vào lợi nhuận của UCBS và có thể khoe thành tích đó với các nhà đầu tư. Đây là một trò may rủi. Nhà tư vấn trẻ phụ họa đầy phấn khích, nhưng nếu lỗ chúng ta sẽ giấu đi, nếu lãi chúng ta sẽ khoe ra. Kiểu gì thì chúng ta cũng đẹp đẽ như bông hồng, mọi người đều làm thế cả. Thực tế, trong những năm cuối thập niên 1990, hầu hết các công ty đa quốc gia lớn đều lợi dụng các công ty con, đặc biệt là các công ty nước ngoài để làm đẹp sổ sách kế toán của mình. Hình mẫu được dẫn ra để minh họa cho những luận điểm trong buổi gặp chính là Enron, một công ty dễ dàng trở thành nhà vô địch trong trò chơi gian lận với các công ty con.
Theo ước đoán, Enron có tới hơn 900 công ty con, cổ đông và liên danh ở Mỹ và nước ngoài. Trong đó, nhiều công ty chỉ là cái vỏ rỗng. Enron tuyển dụng 245 luật sư và 145 trong số đó làm việc tại tòa tháp đôi ở Houston, Texas. Số lượng luật sư tương đương với số luật sư của 6 văn phòng luật lớn nhất thành phố. Họ làm việc toàn thời gian để xây dựng vẻ ngoài hợp pháp cho mạng lưới công ty con khổng lồ. Enron cũng rất lão luyện trong việc thổi phồng giá trị tài sản và nhờ đó khiến phố Wall, toàn bộ chính phủ Mỹ và hàng triệu nhà đầu tư tin rằng nó là công ty lớn thứ 7 tại Mỹ, lớn hơn cả Walt Disney, J.P. Morgan Chase, Boeing, 3M và Chevron, Texaco. Sau đó, người ta phát hiện ra rằng nếu doanh thu của Enron được tính chính xác thì nó chỉ đứng ở vị trí 69. Các nhà tư vấn cũng trích dẫn những trường hợp thành công khác bằng các thủ thuật hợp pháp để chuyển khoản nợ và lỗ như Adelphia Communications đã phá sản năm 2002, Computer Associates, Global Crossing, Holly Boston, Lucent Technologies, West Communication và Tyco International. Sau đó, người ta phát hiện trong vài trường hợp, các thủ thuật bất hợp pháp cũng đóng một vai trò rất lớn. Các hành động bất hợp pháp đó từng là chủ đề nóng hổi trên trang đầu của nhiều tờ báo. Nhưng chính các hành động được coi là hợp pháp lại là nền tảng cho các chiến lược lừa dối. Trước đó, CEO của UCBS đã nghe nói nhiều về việc lập các tài khoản ngụy tạo và ông cũng có thể chấp nhận trò gian lận này một chút. Tuy nhiên, các đề xuất trên bàn có quy mô lớn hơn nhiều. Giờ đây, ông đang nói chuyện với đại diện của một trong những công ty kiểm toán danh tiếng nhất nước Mỹ và họ đang trình bày một kế hoạch có thể biến các công ty con thực tế thành thùng rác kế toán, chỗ để vứt bỏ những khoản nợ xấu và những chi phí lớn. Mặc dù cảm thấy hơi lo ngại, nhưng ông vẫn ngồi ngả người và im lặng lắng nghe. Cấu trúc này, nhà tư vấn trẻ tiếp tục, sẽ khiến báo cáo lợi nhuận và bản cân đối kế toán của các ngài tỏa sáng. Chỉ cần như vậy thôi, thì thay vì bán với giá $11 trên cổ phiếu, giá cổ phiếu của UCBS sẽ là xấp xỉ $18 trên cổ phiếu. Thay vì chỉ huy động được vài đồng bạc, các ngân hàng đầu tư sẽ cho ngài tiếp cận với nguồn vốn mà ngài không thể mơ đến trước đây. Các nhà đầu tư và ngân hàng sẽ tranh nhau đầu tư cho ngài. Thủ thuật tuyệt diệu với quỹ lương hưu. Một lúc sau, nữ tư vấn viên yêu cầu trợ lý giảm độ sáng đèn phòng và bật máy chiếu nối với laptop của bà. Chúng tôi giữ điều tuyệt diệu nhất đến cuối cùng, bà thông báo. Tất cả những điều chúng tôi đã nói với ngài chỉ còn thật nhỏ bé nếu so với điều mà chúng tôi sắp chỉ cho ngài thấy ngay bây giờ. Trên màn hình xuất hiện hình chiếu đầu tiên. Đây là những số liệu mới nhất mà chúng tôi có về quỹ lương hưu của UCBS. Bà tuyên bố rồi đột ngột ngừng lại để hàm ý một điều kỳ diệu sắp sửa được nói ra. Biểu đồ thứ nhất trả lời cho câu hỏi quan trọng. Chúng ta cần bao nhiêu tiền để thỏa mãn những hứa hẹn của mình với nhân viên? Câu trả lời là $9.6 tỷ. Đồ thị thứ hai trả lời câu hỏi quan trọng tiếp theo. Lúc này chúng ta thật sự đang có bao nhiêu tiền trong quỹ? Dựa vào giá trị các khoản đầu tư vào cuối năm, câu trả lời là $11.1 tỷ. Johnston giả bộ không biết gì để gợi ra một câu hỏi không thiên vị. Đó có phải là một mức thặng dư lớn không? Ông thắc mắc. Ngài không đùa đấy chứ, nó rất lớn. Đó là khoản thặng dư lớn đến $1.5 tỷ. Nó lớn hơn số chúng ta cần. Nói cách khác, quỹ lương vượt quá mức cần thiết $1.5 tỷ. Tại sao? Thị trường chứng khoán đang tăng trưởng, thị trường trái phiếu cũng đi lên. Vì thế, danh mục đầu tư đã tăng hơn mức dự báo. Đây chính là mỏ vàng, và mỏ vàng này vẫn đang nằm đó, chưa có một ai khai thác. Vị CEO thật sự bối rối, tôi không hiểu. Khoản thặng dư $1.5 tỷ mà bà nói là khoản tiền thuộc về nhân viên của chúng tôi. Đó là tiền giữ trong những quỹ riêng, không có mối quan hệ gì với hoạt động của chúng tôi. Làm thế nào mà có thể chuyển khoản tiền này sang tài khoản của chúng tôi chứ? Bà biết rõ rằng làm như vậy là phạm pháp và có thể bị ngồi tù.
Sự lo lắng của ngài giám đốc thể hiện cả trên khuôn mặt. Không, không, không. Chúng tôi không nói về việc thật sự lấy đi quỹ lương hưu. Điều chúng tôi muốn nói ở đây là việc chuyển vòng một vài con số. Những gì chúng tôi sẽ làm là đưa khoản lợi nhuận chưa được thực hiện hóa trong quỹ lương hưu, khoản lợi nhuận trên giấy đó, sang sổ sách của chúng ta. Sau đó chúng ta sẽ báo cáo với các nhà đầu tư đó là khoản lợi nhuận thu được. Như vậy, các báo cáo tài chính của chúng ta sẽ trông thật tuyệt vời và các nhà đầu tư sẽ đẩy giá cổ phiếu UCBS lên. Nhân viên tư vấn viên trẻ hầu như im lặng suốt buổi thuyết trình, bỗng nhảy vào cao giọng với vẻ phấn khích. Tuyệt, chỉ cần đợi cho đến khi các con số tấn công forward, cổ phiếu UCBS sẽ vượt trần. Johnston nghĩ còn lâu điều đó mới có thể trở thành hiện thực. Nhưng thực tế nó đã từng xảy ra. Năm 2000 và 2001, một số tập đoàn lớn nhất nước Mỹ đã sử dụng lợi nhuận trên giấy tờ từ quỹ lương hưu của nhân viên để nâng mức lợi nhuận báo cáo cho cổ đông lên một cách ngoạn mục. Hai năm 2001, công ty Verizon Communications lỗ hàng tỷ đô la, nhưng chỉ bằng cách cộng thêm lợi nhuận dự tính hơn 2 tỷ đô la từ quỹ lương hưu, nó đã có thể báo cáo mức lợi nhuận đáng kinh ngạc 389 triệu đô la. Năm 2001, Eastman Kodak lỗ hàng chục triệu đô la, nhưng bằng cách gộp lợi nhuận dự tính 100 triệu đô la từ quỹ lương hưu, và thật kỳ diệu, khoản lỗ đó đã biến thành khoản lãi 76 triệu đô la. Một công ty khác cũng lỗ hàng chục triệu đô la vào năm 2001 là TRW, nhưng cũng bằng cách cộng thêm lợi nhuận dự tính 100 triệu đô la từ quỹ lương hưu, nó đã biến lỗ thành khoản lãi 68 triệu đô la. Cũng tương tự, khoản lỗ 99 triệu đô la vào năm 2001 của Honeywell International đáng lẽ sẽ lớn hơn nhiều, nhưng công ty đã cộng cả hàng trăm triệu lãi dự tính trong quỹ lương hưu và lợi nhuận công ty, và còn nhiều trường hợp khác nữa. Lợi nhuận ma. Johnston không có ý niệm mơ hồ nào về sự sụp đổ thị trường tài chính sắp tới, nhưng ông vẫn quyết định tranh luận. Thế nếu thị trường chứng khoán đi xuống, điều gì sẽ xảy ra? Các nhà tư vấn chết lặng, âm thanh duy nhất trong phòng họp là tiếng rì rì nhỏ phát ra từ quạt máy chiếu. Cuối cùng, người phụ nữ nói nhẹ và chậm để cố gắng giảm bớt mức độ nghiêm trọng của những điều mà bà chuẩn bị nói. Thị trường chứng khoán không bao giờ đi xuống quá một năm, và dù gì đi nữa, theo quy định, ngài có thể lờ nó đi. Bằng cách nào? Ngài giám đốc hỏi. Thật sự rất dễ. Giả dụ chúng ta có 100 triệu đô la trong quỹ và dự tính lãi hàng năm là 10%. Điều đó cho phép chúng ta có 10 triệu đô la lãi một năm, đúng không? Đúng. Bây giờ giả sử chúng ta gặp một năm xui xẻo trên thị trường chứng khoán như điều ông lo lắng, và quỹ lương hưu bị lỗ 5%. Ngài nghĩ xem chúng ta sẽ phải trừ bao nhiêu phần trăm khỏi báo cáo lợi nhuận của công ty? 5% của 100 triệu đô la, vậy là 5 triệu đô la. Hãy tính lại đi, vì theo GAAP, những nguyên tắc kế toán được công nhận chung, chúng ta có thể chia khoản lỗ chưa hiện thực hóa ra 10 năm hoặc hơn thế. Tôi hiểu rồi, ngài giám đốc nói. Chúng ta sẽ phải trừ đi 1/10 khoản lỗ và chỉ đưa ra con số là nửa triệu. Người phụ nữ lắc đầu. Không, thực tế chúng ta còn có thể báo cáo lãi 9.5 triệu. Hả? Làm thế nào mà bà kiếm ra con số đó? Hãy nhớ rằng chúng ta đã dự tính mức lãi 10 triệu trên năm. Do vậy chúng ta có thể lấy 10 triệu lãi dự tính đó trừ đi nửa triệu khấu hao lỗ do thị trường chứng khoán suy giảm. 10 triệu trừ nửa triệu bằng 9.5 triệu còn gì? Ngài giám đốc bật cười khùng khục. Các nhà tư vấn cũng cười phá lên. Mọi người trong phòng đều đủ thông tin để nhận ra rằng lợi nhuận 9.5 triệu đô la chỉ là khoản lợi nhuận ma, một ảo ảnh tạo ra nhờ thủ thuật kế toán. Điều khiến họ thấy nực cười là các thủ thuật đó lại hoàn toàn phù hợp với GAAP. Như chúng tôi đã nói, người phụ nữ thêm vào, thủ thuật kế toán với quỹ lương hưu là một mỏ vàng. Bất kỳ lúc nào ngài cần nâng giá cổ phiếu UCBS hay cần huy động vốn, thì tất cả những gì ngài cần làm là biến đổi một chút những con số này, và ngài sẽ đặt tay vào hũ vàng này. Trò chơi chứng khoán phái sinh.
Chứng khoán phái sinh là một loại chứng khoán được phát hành trên cơ sở các loại chứng khoán đã có như cổ phiếu, trái phiếu, nhằm mục đích giảm thiểu rủi ro, bảo toàn nguồn vốn đầu tư và thu lợi nhuận. Có 4 loại chứng khoán phái sinh cơ bản là hợp đồng tương lai, hợp đồng kỳ hạn, quyền chọn và hợp đồng hoán đổi. Phần tiếp theo có lẽ là công cụ ít được biết đến nhất. Nhà tư vấn trẻ nói, chứng khoán phái sinh, chúng ta sẽ... Hãy giải thích cho ông ấy biết chúng là gì trước đã. Gã chuyên gia kế toán ngắt lời, ồ vâng. Chúng đơn giản là việc đánh cược trên hầu như mọi thứ. Đánh cược liệu một nước đang phát triển có phải trả mức lãi nhiều hơn 3% so với mức mà kho bạc Mỹ trả từ ngày 1 tháng 1 đến 30 tháng 6 ư? Đó không phải là vấn đề. Đánh cược trên việc tiêu thụ ga, điện và vi mạch ư? Quá dễ. Vị CEO hiểu rằng có nhiều điều để nói về chứng khoán phái sinh hơn nữa, nhưng ông muốn chuyển sang phần tiếp theo. Nếu chúng ta thua thì sao? Ông hỏi. Thắng, thua hay hòa? Dù thế nào thì chúng ta cũng có cách định giá những chứng khoán phái sinh này. Thêm nữa, chúng ta cũng có nhiều cách điều chỉnh thời gian định giá chính xác. Thực tế, ngài có thể làm mọi thứ mình muốn. Giả dụ, ngài không muốn mua bán một chứng khoán phái sinh chuẩn đang được bán trên các sở giao dịch. Ngài chỉ cần tạo ra một chứng khoán phái sinh riêng biệt của chính mình, với đủ loại kích cỡ, hình dáng và màu sắc. Về bản chất, tất cả chúng chỉ là các hợp đồng, nên ngài sẽ đến gặp một số nhân vật có tham gia trò chơi. Đó có thể là một đối thủ cạnh tranh, một ngân hàng hay bất kỳ cái gì, và nói, tôi cược là điều này hay điều kia sẽ xảy ra. Anh ta sẽ nói, được, tôi sẽ đánh cược với ông. Ngài thảo ra một bản hợp đồng, ký kết và thế là xong. Giờ đây, ngài có thể tự hào mình là chủ của một chứng khoán phái sinh mới mà có lẽ chưa từng tồn tại trước đó. Bởi vì nó là duy nhất nên ngài có thể thoải mái đưa ra mức giá, chuẩn bị và thông báo với các nhà đầu tư như thế nào là phụ thuộc vào ngài. Tình huống tệ nhất thì cũng chỉ là ngài phải viết gì đó vào phần chú thích của báo cáo, chỗ mà chẳng ai để ý và cũng không hiểu gì. Paul E. Johnston tự cảm thấy xấu hổ vì những thủ đoạn đó và lo lắng nếu xảy ra vấn đề gì đó. Nhưng nỗi lo lắng này bị che lấp bởi ham muốn quyền lực và sự giàu có. Hơn nữa, kết luận gồm 4 từ hoàn toàn hợp pháp mà các nhà tư vấn đưa ra đã làm ông bớt lo sợ. Mọi thứ chúng tôi đề xuất, mọi thủ thuật đều hoàn toàn hợp pháp, các nhà tư vấn đồng thanh nói. Chương 3. Sự thổi phồng của phố Wall. Thông qua một cuộc họp qua điện thoại với hơn 20 chuyên gia phân tích, các số liệu đã được biến tấu của UCBS cuối cùng cũng được đến với phố Wall. Như thường lệ, chỉ có vài người biết cuộc họp này và tham dự, đa phần họ đều là đại diện của các hãng lớn. Johnston hùng hồ trình bày các số liệu mới về doanh thu, thể hiện rõ ràng rằng UCBS đã vượt qua cả sự kỳ vọng lạc quan nhất của phố Wall. Các chuyên gia phân tích vội vã hoàn tất những bản báo cáo rất đẹp đẽ, thổi phồng kết quả kinh doanh. Các nhà đầu tư đổ xô tìm mua cổ phiếu của UCBS và giá của nó đang từ 11 đô la tăng vọt lên 30 đô la trên cổ phiếu. Tổ chức bảo lãnh chính của UCBS chính là Harris & Jones, một trong các hãng môi giới chứng khoán và ngân hàng đầu tư sừng sỏ nhất phố Wall. Harris & Jones đã lập tức tận dụng cơ hội để thu về số vốn mà ngài CEO mong muốn. Chuyên gia xuất sắc nhất hãng, một trong những tay chơi chứng khoán cừ khôi tại phố Wall, đã đưa ra một bản phân tích hấp dẫn về UCBS với khuyến nghị nên mua cổ phiếu này. Hàng loạt cổ phiếu được phân phối tới các nhà môi giới để cung cấp cho khách hàng. Harris & John thậm chí còn đầu tư hàng triệu đô la vào hệ thống vệ tinh và thu hình của mình tại các văn phòng chính của hãng ở phố Wall để tất cả các thông tin liên quan đến việc chào bán chứng khoán có thể được công bố trên kênh CNBC, một mạng lưới tin tức tài chính hàng đầu quốc gia. Harris biết rằng hàng triệu nhà đầu tư sẽ xem chương trình này và họ không muốn nghe theo những khuyến nghị về cổ phiếu của Bloomberg và trang web hoặc tờ Wall Street Journal vào sáng hôm sau. Với sự dẫn dắt của Harris,
UCBS đã bán được hơn 3.5 triệu cổ phiếu với mức giá trung bình là 36 đô la trên cổ phiếu. Chỉ trong vài tuần ngắn ngủi, CEO của UCBS, Paul E. Johnston, được ca ngợi như một người hùng của phố Wall. Hình của ông được đăng trên trang bìa tạp chí Forbes và thậm chí ông còn được mời nghỉ qua đêm trong phòng ngủ của Lincoln tại Nhà Trắng. Giá cổ phiếu UCBS tăng vọt lên mức 50 đô la trên cổ phiếu và thậm chí còn cao hơn. Một điều lạ lùng là chuyên gia của hãng Harris và các chuyên gia của các hãng khác tại phố Wall lại không hề tiến hành điều tra về các khoản lợi nhuận bất thường từ quỹ lương hưu của UCBS. Chẳng ai mãi mãi nghĩ tới việc xem xét các báo cáo theo mẫu 10K. Báo cáo theo mẫu 10K là bản báo cáo thường niên được nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái Mỹ, SEC, được đưa ra tổng kết toàn diện về hoạt động của các công ty đại chúng. Các bản báo cáo theo mẫu 10K thường niên của công ty cũng như việc nghiên cứu cẩn thận các chú thích khó hiểu trong các bản báo cáo của công ty. Vì vậy, những thời kỳ làm ăn không tốt của công ty đã được giấu nhẹm. Phố Wall hoàn toàn nhất trí với sự tăng trưởng hấp dẫn của cổ phiếu UCBS. Thực tế, sự nhất trí còn quá mức đến nỗi giám đốc quỹ đầu tư nào chưa có cổ phiếu UCBS trong danh mục đầu tư của mình đều bị cho rằng đã để lỡ cơ hội hoặc tệ hơn là không làm tròn trách nhiệm với các nhà đầu tư. Chẳng bao lâu sau, họ cũng bị cuốn vào dòng xoáy và gần như mọi tổ chức trên khắp nước Mỹ, các quỹ đầu tư, quỹ lương hưu, các nhà thờ, các tổ chức tài trợ cho trường đại học, các quỹ tín thác lớn và nhiều tổ chức của Đức đã đua nhau mua rất nhiều cổ phiếu UCBS. Giá cổ phiếu lại một lần nữa tăng vọt. Giờ đây, mỗi cổ phiếu đã đạt đến mức xấp xỉ 64 đô la. Tuy nhiên, có một nhà phân tích lại chẳng hề vui mừng chút nào. Cô cũng làm việc tại hãng Harris & John và cũng nghiên cứu về cổ phiếu. Nhưng thật ra, cô được đào tạo để trở thành một nhà kinh tế. Cô tên là Tarama Belmont, trợ lý nghiên cứu của chuyên gia cao cấp chịu trách nhiệm về UCBS. Trong cuộc họp đầu tiên với UCBS, cô không hề phát biểu gì. Và trong những ghi chép của mình về UCBS gửi cho sếp, cô cũng không đả động điều gì. Thế nhưng đến khi đã rõ ràng là bong bóng Internet bị vỡ, cô bắt đầu lên tiếng về những lo ngại của mình. Cô muốn sếp hạ mức cổ phiếu UCBS xuống thành nên bán. Nhưng sếp cô nói rằng nếu hành động như vậy thì có thể sẽ gây ra những hậu quả thê thảm cho cá nhân sếp, hãng và có thể cả UCBS. Sếp nhắc đi nhắc lại rằng bất kỳ sự hạ mức nào vào lúc này cũng có thể làm cổ phiếu trượt giá và phá vỡ mối quan hệ kinh doanh vô cùng quan trọng mà hãng đang có. Để giải bày nỗi thất vọng của mình, cô nhấc điện thoại và gọi cho một người bạn phổ thông hiện đang cũng làm cùng ngành. Vì cậu không tham gia vào thị trường nên mình có thể nói cho cậu biết điều này, cô nói với giọng kìm nén, gần như là thì thầm trong điện thoại. Mình cho rằng UCBS thật sự là một thảm họa. Công ty này đã tăng trưởng quá nhanh và quá sớm. Nó có quá nhiều khoản nợ và sẽ nhanh chóng ngốn hết số vốn huy động được. Tài sản hữu hình của công ty rất ít ỏi, gần như là không có mảnh đất, tòa nhà hoặc bất kỳ thứ gì có thể bán ngay khi cần tiền mặt. Công ty đã được định giá quá cao so với doanh thu đạt được. Thậm chí các số liệu doanh thu này dường như cũng đã được biến báo thông qua một số thủ thuật nào đó mà mình chưa hiểu được. Hệ thống kế toán của công ty này quả là phức tạp. Thế mà sếp cậu vẫn đưa ra đánh giá về cổ phiếu này ở mức nên mua mạnh à. Cậu có nghĩ rằng đây có thể là một vụ gian lận không? Không còn thầm thì nữa, lúc này giọng Belmont trở nên quả quyết hơn. Một vụ gian lận thôi á. Cậu có đang đùa mình không đấy? Đó là một sự dối trá trắng trợn. Một vụ bán rẻ, một trò lừa ghê tởm. Cô im lặng trong phút chốc rồi nói: mình không phải là người duy nhất ở đây cảm thấy ghê tởm với trò lừa mà họ gọi là nghiên cứu này. Một vài chuyên viên nghiên cứu khác cũng có cùng cảm nhận như mình, nhưng bọn mình đang bế tắc. Vừa mới đây thôi, bọn mình đã nói chuyện với sếp, giám đốc bộ phận nghiên cứu của bọn mình. Cậu còn nhớ ông ấy chứ, Don Walker ấy. Cậu đã gặp ông ấy ở bữa tiệc công ty mình rồi đấy. Nhưng rồi, những điều bọn mình nói cũng chỉ như gió thoảng thôi. Chẳng có gì thay đổi cả, trừ Don.
Mình tình cờ biết được bản thân ông ấy cũng chán ghét những điều đó giống như bọn mình vậy. Tuy nhiên, trước mặt mọi người, ông ta vẫn giữ vẻ lạnh lùng và làm đúng phận sự của mình, không tỏ ra quá lo ngại hoặc quá tự hào khi nói về UCBS. Sao cậu biết được ông ấy nghĩ gì? Hôm trước có mấy đồng nghiệp bàn tán về chuyện đó. Họ kể rằng họ tình cờ nghe được điều này khi vào nhà vệ sinh. Sếp của mình có thói quen đi vào đó, bật vòi nước lên, rồi xả ra một tràng những câu chửi thề bọn chủ ngân hàng đầu tư, bọn chủ ngân hàng đáng nguyền rủa, hoặc thật là những đợt IPO chết tiệt. Rất nhiều lần như vậy, và có lần chính mình cũng được chứng kiến. Thôi quên ông ấy đi, thế còn cậu, cậu định làm gì? Kế hoạch của mình là sẽ cảnh báo cho một số khách hàng thân thiết nhất, những người mà bọn mình đã giúp mua cổ phiếu UCBS trong đợt IPO của công ty này cách đây vài năm. Một trong số họ là CEO của các công ty mà bọn mình cung cấp dịch vụ ngân hàng. Bọn mình không thể quay lưng với họ được. Nhưng còn đánh giá của sếp cậu về cổ phiếu UCBS thì sao? Người bạn cũ hỏi. Ông ấy có định giữ, khuyến nghị nên mua vào cổ phiếu này không? Hiện giờ thì vẫn vậy, hoặc ít nhất là cho đến khi sự chú ý đối với cổ phiếu này đã dịu bớt. Khi đó, Don Walker định rằng bọn mình sẽ hạ dần cấp độ cổ phiếu này xuống mức nên tích lũy, và rồi có thể sẽ xuống mức nên nắm giữ. Ông ấy nói rằng bọn mình sẽ chậm rãi hạ mức cổ phiếu này và dần dần. Bọn mình có thể thực hiện việc này khi giá cổ phiếu đang phục hồi kha khá. Lúc này sẽ không có nhiều người để ý tới, và như vậy giá cổ phiếu sẽ không bị sụt giảm. Ông ấy cho rằng rồi cuối cùng bọn mình có thể ngừng đưa tin tức. Ông ấy nói rằng dù sao đi nữa thì đến lúc đó hãng cũng không còn nhiều việc để làm với công ty này nữa. Bên cạnh đó, không có ai ngoài hãng bọn mình biết được rằng đã ngừng đưa tin tức. Bọn mình cứ âm thầm thực hiện thôi. Bọn mình sẽ ngừng phát hành các báo cáo mới và cứ để đánh giá cũ về cổ phiếu UCBS lấp lửng như vậy, và để cho hàng nghìn nhà đầu tư nhỏ lẻ chịu trận. Tarama phản biện lại, nhưng những lý lẽ của cô lúc này không hề mang tính thuyết phục. Thôi nào, để cho mình thở một chút, mình chỉ là một trợ lý thôi mà, mình chẳng có trách nhiệm gì ở đây cả. Don còn nói rằng nếu các nhà đầu tư nhỏ lẻ mua cổ phiếu thì đó không phải là vấn đề của bọn mình. Ông ấy cho rằng bọn mình đang làm đúng đối với khách hàng VIP của bọn mình, rồi bọn mình sẽ hạ giá cổ phiếu này ngay khi có thể, vì phải cân nhắc những vấn đề chính trị chết tiệt ấy mà. Mình ghét như vậy, nhưng ngoài việc đó, mình còn có thể làm gì hơn? Cuối cùng thì đợt phục hồi kha khá của cổ phiếu chỉ là một đợt tăng ngắn hạn, và chuyên gia của hãng Harris & John đã lỡ cơ hội hạ mức cổ phiếu. Hàng tháng sau, những lời đồn đại rằng UCBS bị cạn kiệt tiền mặt và thậm chí có khả năng phá sản bắt đầu lan ra, nhưng cả hãng Harris lẫn bất kỳ hãng nào khác đều không có cơ hội nào để hạ mức một cổ phiếu công ty này, cho tới khi giá cổ phiếu chỉ còn dưới $6 trên cổ phiếu. Và ngay cả lúc đó thì đánh giá tệ nhất về UCBS trên phố Wall vẫn là nên nắm giữ. Các khách hàng VIP của hầu hết các hãng ngân hàng đầu tư lớn không thể không quan tâm đến vấn đề này. Họ đã mua cổ phiếu UCBS từ đợt chào bán lần đầu ra công chúng với mức giá $3 trên cổ phiếu. Sau đó khi nhận được những cú điện thoại cảnh báo từ các chuyên gia, họ đã bán ra cổ phiếu này ở mức $30 trên cổ phiếu, một khoản lãi ngoạn ngục với tỷ lệ 1:10. Ngược lại, các nhà đầu tư bình thường, những người làm theo khuyến nghị trên kênh CNBC hoặc báo chí đã thua lỗ thảm hại. Đa phần họ mua vào cổ phiếu này khi chúng đang ở thời kỳ cực thịnh với mức giá từ 40 đến $60. Không ai trong số họ từng nghe thấy hoặc đọc được từ nên bán. Do vậy, họ phải chịu một kết cục cay đắng. Phố World biến thành một chiếc máy ngốn khổng lồ và đã xơi trọn của cải của bạn cho bữa trưa. Trong thế giới hiện thực của Phố World, những cảnh tượng như vậy có thể lặp đi lặp lại ở khắp nơi. Tháng 4 năm 1999, Mary Meeker, chuyên gia chứng khoán của hãng Morgan Stanley Dean Witter, vốn được tạp chí tài chính Barron mệnh danh là nữ hoàng Internet, đã đưa ra một đánh giá nên mua đối với cổ phiếu của Brightline.com đang ở mức $104 trên cổ phiếu.
Trong vòng 21 tháng, cổ phiếu này đã bị nướng bay khi được bán ở mức giá 1.5 đô la. Các nhà đầu tư nghe theo khuyến nghị của cô nàng Baker đã thua lỗ 98% số tiền đầu tư của mình. Họ đã biến túi tiền trị giá 10.000 đô la của mình thành một đống giấy vụn 144 đô la. Có vẻ như chẳng hề nản lòng hay ngượng ngùng, cô nàng Baker lại tiếp tục đưa ra các đánh giá nên mua đối với cổ phiếu Homestore.com, Yahoo, Amazon.com, Redstone.com. Các phương tiện thông tin đại chúng ngay lập tức truyền tải đi khuyến nghị này. Hàng triệu nhà đầu tư ngây thơ đã giẫm đạp lên nhau để có thể trở thành những người đầu tư làm theo lời khuyên đó của cô nàng. Sau đó, cổ phiếu Yahoo sụt giảm 97%, Amazon.com là 95%, Redstone.com là 99% và Homestore.com là 95.5%. Nguyên cớ gì mà cô nàng Mikkel đã đưa ra những khuyến nghị tồi tệ đó? Và tại sao cô nàng này vẫn ương ngạnh giữ nguyên tắc các đánh giá nên mua ngay cả khi giá các cổ phiếu đó sụt giảm 20%, 50%, 70% và rồi cuối cùng là tới 99%? Câu trả lời là, với mỗi khuyến nghị nên mua mà cô nàng Mikkel đưa ra, thì công ty nơi cô làm việc, Morgan Stanley Dean Ritter, sẽ nhận được một khoản tiền vì đã quảng bá cho các cổ phiếu. Bộ phận bảo lãnh của Morgan Stanley được trả hàng triệu đô la và Morgan Stanley đã thưởng cho cô nàng Baker tấm xét trị giá 15 triệu đô la vì đã giúp công ty thực hiện ngoạn mục các vụ này. Trong khi hàng triệu nhà đầu tư đang phải chịu trận thì Morgan Stanley, Dean Ritter và Mary Baker cũng như các công ty có cổ phiếu được quảng bá lại hả hê với khoản tiền kiếm được. Đây có phải là trường hợp duy nhất không? Không hề. Năm 1999, các nhà lãnh đạo hàng đầu của Salomon Smith Barney nhận được một tin gây sửng sốt. AT&T đang có kế hoạch chào bán bộ phận công nghệ không dây khổng lồ của mình ra công chúng và đây sẽ là một đợt IPO lớn nhất trong lịch sử. Lẽ tất nhiên, các hãng môi giới phố Wall đều muốn trở thành tổ chức bảo lãnh cho đợt IPO có 102 này. Và cả lý do là mức phí họ nhận được sẽ lên tới hàng triệu đô la. Nhưng Salomon gặp phải một vấn đề nhỏ. Một trong các chuyên gia chứng khoán hàng đầu của hãng, Jack Truman, từng đưa ra nhận định không tốt về AT&T. Liệu điều đó có nghiêm trọng không? Không, ở phố Wall vào cuối những năm 1990 thì không. Các chuyên gia của Salomon quyết định sẽ xoay chuyển lập luận của mình nhằm giành được vụ bảo lãnh phát hành cho AT&T. Truman đã khéo léo biến chuyển đánh giá về cổ phiếu này ở mức nên mua. Các hãng lớn đều thu được món lời kết xù từ việc mua cổ phiếu này. Salomon được vinh danh là nhà bảo lãnh hàng đầu và kiếm được hàng triệu đô la. AT&T được đánh giá tốt và thực hiện đợt IPO thành công mỹ mãn và còn kiếm được hàng triệu đô la. Truman, người hùng tạo nên chiến thắng đó, đã được thưởng mức lương hàng năm lên tới 20 triệu đô la. Vậy mà khoảng 4.8 triệu nhà đầu tư phải gánh chịu một kết cục không công bằng trong thương vụ này. Họ cho rằng đánh giá nên mua của Truman về cổ phiếu này là sự đánh giá trung thực. Họ không hề biết rằng thực ra đó chỉ là cổ phiếu rẻ mạt được thổi phồng lên mà thôi. Họ đã đặt lòng tin vào Salomon và Truman. Họ đã mua cổ phiếu của AT&T Wireless để rồi sau đó họ phải hãi hùng chứng kiến cảnh cổ phiếu này sụt giảm từ 29.5 đô la xuống còn 14.75 đô la, một khoản lỗ 49.7%. Một số ví dụ khác, Mark Kasten của hãng British Steel Trust Boston khen ngợi cổ phiếu Winstar không khác gì Truman ca ngợi AT&T. Gã đã liên tiếp đưa ra các đánh giá với khuyến nghị nên mua đối với cổ phiếu này cho đến lúc xảy ra kết cục cay đắng cho nhiều người khác. Chẳng ngạc nhiên khi hãng của Kasten đã sở hữu số cổ phiếu Winstar trị giá 511 triệu đô la. Năm 2000, một chuyên gia của Goldman Sachs đã đưa ra 11 đánh giá rất tốt về một số loại cổ phiếu để rồi sau đó khiến các nhà đầu tư thua lỗ tới 71% số tiền của họ. Gã này được trả 20 triệu đô la tiền công cho các phi vụ này. Một trong các khuyến nghị ít tồi tệ nhất trong năm của gã
đã làm giảm 71%, còn khuyến nghị tồi tệ nhất thì làm giảm tới 98.8% số tiền của các nhà đầu tư. Trong khi đó, Henry Brockes làm việc tại Merrill Lynch trở nên nổi tiếng khi dự đoán cổ phiếu Amazon.com sẽ lên tới mức $400. Nhưng chẳng bao lâu sau, cổ phiếu này lại được bán dưới mức giá $11. Brockes cũng dự đoán rằng cổ phiếu Workersbox sẽ đạt $1,200. Kết cục là công ty này phá sản. Brockes còn tiếp tục đưa ra các đánh giá nên mua mạnh các cổ phiếu của Best.com. Sau đó đã ngưng hoạt động. eStore giảm 95% giá trị, InfoSpace giảm 92% giá trị và Panasonic.com giảm 84% giá trị. Khi các nhà đầu tư thua lỗ hàng triệu đô la, thì Merrill Lynch xơi gọn 100 triệu đô la chỉ qua các đợt IPO của các công ty mạng kể trên. Trong các trường hợp trên, tất cả mọi người đều trở nên giàu có ngoại trừ các nhà đầu tư. Các hãng môi giới kiếm được hàng chục triệu đô la, các nhà phân tích cũng vậy, các công ty được ca ngợi cũng kiếm được hàng trăm triệu đô la, nhưng các nhà đầu tư tội nghiệp lại trắng tay. Tamara Belmont càng ngày càng hiểu rõ ràng về những trò bất lương này của phố Wall. Cô biết rằng đó không phải là những việc làm tình cờ. Cô hiểu rằng đây không chỉ đơn thuần là sự nhầm lẫn như nhiều đồng nghiệp cho là như vậy. Đó là các chiến dịch được dàn xếp nhằm lừa đảo công chúng. Đó là các nỗ lực công khai của những nhân vật ở phố Wall. Hồng làm giàu trên túi tiền của các nhà đầu tư. Cậu có muốn biết một kinh nghiệm hữu ích không? Cô hỏi người bạn cũ của mình trong một dịp ghé thăm bạn vào cuối tuần. Cô đưa cho bạn mình một tờ giấy. Cậu hãy dán cái này vào gương nhà tắm để sẽ không bao giờ quên. Các chữ viết trong tờ giấy được đánh với cỡ 36 in đậm có nội dung như sau: đừng mong có lòng nhân đức ở phố Wall. Các hãng lớn không kinh doanh để làm giàu cho bạn, họ kinh doanh để làm giàu cho chính họ. Vào thời điểm đó, đây là kiểu suy nghĩ cấp tiến và chưa từng được bàn luận trước công chúng. Tuy nhiên, về sau này, các bí mật xấu xa nhất của phố Wall đã bị vén màn trước tất cả mọi người. Sự phản bội quá đáng. Tháng 8 năm 2001, CEO của SES đã xác nhận trước Quốc hội rằng gần như tất cả các hãng lớn trên phố Wall đều có liên quan đến việc gây ra các mâu thuẫn về quyền lợi. Và năm tiếp theo, Elias Pfizer, tổng trưởng lý bang New York, tuyên bố rằng các mưu đồ đó là một sự phản bội quá đáng đối với lòng tin của các nhà đầu tư và sự lạm dụng hết sức tồi tệ đối với hệ thống đã cố tình làm sai luật nhằm tăng lợi tức cho công ty. Không phải lúc nào phố Wall cũng như vậy. Các thập kỷ trước đó, ít nhất sẽ có một vài chuyên gia phân tích của các hãng lớn sẽ cố gắng tìm ra các điểm dối trá và chỉ ra các yếu kém của các công ty niêm yết. Tuy nhiên, các hãng ở phố Wall vào những năm 1990 không có những tiếng nói phản biện, rồi lại có những trường hợp ca ngợi công ty niêm yết và thậm chí thổi phồng những lập luận nhằm bán được chứng khoán. Điều gì ẩn giấu đằng sau thay đổi này? Những điều khiến các CEO chỉ nói đúng một nửa sự thật hoặc nói dối hoàn toàn về doanh số và lợi nhuận của công ty họ là tiền bạc và danh lợi. Trước kia, phần lớn thu nhập của các công ty môi giới phố Wall là các khoản phí môi giới thực hiện mua và bán chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư. Giờ đây, phần lớn số tiền họ kiếm được lại là từ phí quỹ đầu tư, thực hiện quảng bá và môi giới các cổ phiếu thay mặt cho các khách hàng tổ chức. Nói đơn giản, các hãng lớn tại phố Wall trước kia từng làm việc hầu như chỉ để phục vụ các nhà đầu tư tìm cách mua cổ phiếu. Còn giờ, đa phần họ lại quay sang phục vụ các công ty niêm yết, tìm cách bán cổ phiếu cho các nhà đầu tư. Một sự thay đổi tương tự cũng diễn ra rộng khắp đối với các chuyên gia phân tích làm việc trong các hãng ở phố Wall. Những năm trước, phần lớn số tiền thù lao họ nhận được là từ khoản lương cố định. Còn bây giờ, đa phần thù lao có được từ các khoản thưởng liên quan trực tiếp đến khả năng của họ trong việc nhẫn nhịn quảng bá cho các cổ phiếu. Thực tế, thông điệp từ các công ty môi giới ở phố Wall đến các nhà phân tích lúc này là: càng giúp chúng tôi bán được nhiều cổ phiếu, bạn càng kiếm được nhiều tiền. Còn đối với các nhà phân tích không nghe theo thông điệp đó, thì lại có một thông điệp mạnh mẽ hơn tiếp theo sau.
hãy soạn các bản báo cáo làm tổn hại tới doanh số bán hàng và bạn sẽ được ghi vào lịch sử. Một ví dụ điển hình năm 2001, ngay trước khi xảy ra vụ sụp đổ Enron, Chung Woo, một nhà phân tích của UBS, Ben Weber, đã gửi email đến các nhân viên của Enron cảnh báo họ về việc nắm giữ cổ phiếu của công ty này, khi đó đang ở mức giá 37 đô la, là không khác gì việc đánh cược với số phận. Email này khiến ban giám đốc của Enron giận điên lên và phản đối. Ben Weber dữ dội, Chung Woo bị sa thải, còn Ben Weber vội vàng đưa ra một khuyến nghị mới với nội dung nên mua cổ phiếu Enron. Còn vấn đề nhỏ kia lại lắng xuống. 3 tháng sau, cổ phiếu Enron bán ra với giá chưa đầy 25 xu. Không một hãng môi giới lớn nào ở phố Wall lại giới hạn số tiền thù lao dành cho các nhà phân tích dựa trên kết quả thật sự trong việc lựa chọn các cổ phiếu của họ. Ngược lại là đằng khác, các nhà phân tích có thể sai lầm một lần, hai lần, 1.000 lần, nhưng họ vẫn nhận được các khoản tiền thưởng kết xù, miễn là họ tiếp tục đưa ra khuyến nghị tốt về các cổ phiếu và với điều kiện vẫn còn những kẻ khờ khạo tiếp tục lao vào mua những cổ phiếu đã bị thổi phồng này. Đó là điều mà các bộ phận ngân hàng đầu tư mong muốn và là cách thức thực hiện của họ. Thế nếu thực tế cho thấy tình hình tài chính của một công ty nào đó đang xuống dốc thì sao? Nếu có nhà phân tích nào đó không ưa gì công ty niêm yết thì sao? Những điều đó có tạo ra sự khác biệt nào không? Không. Để kiểm chứng, bất kỳ ai cũng có thể vào xem trang web của Tổng trưởng lý bang New York và xem phần cáo buộc của Elliot Spitzer đối với Merrill Lynch. Bạn sẽ thấy những điều mà các nhà phân tích của Merrill nói sau lưng các nhà đầu tư về các cổ phiếu mà họ từng quảng cáo rùm beng ra công chúng. Loại cổ phiếu từng một thời lừng lẫy của công ty mạng Exxon Space đã được Merrill chính thức đưa ra lời khuyên nên mua. Tuy nhiên, trong các email nội bộ của Merrill mà Spitzer phát hiện ra, lại thể hiện là người của Merrill lại có ý kiến hoàn toàn trái ngược. Họ viết rằng InfoSpace là một thứ rác rưởi. Kết quả là các nhà đầu tư tin vào phân tích của Merrill đã thất bại thảm hại. Họ bị mất tới 93.5% số tiền đầu tư khi InfoSpace sụp đổ. Lời khuyên mà Merrill đưa ra đối với một loại cổ phiếu nóng khác, Exxon Home, là nên tích lũy. Vậy mà trong các email nội bộ, các chuyên gia phân tích Merrill đã viết rằng Exxon Home chỉ là đồ bỏ đi. Kết cục, các nhà đầu tư tin tưởng vào Merrill đã mất tới 99.9% số tiền khi Exxon Home phá sản. Khuyến nghị của Merrill Lynch đối với cổ phiếu của 24/7 Media cũng vậy, nên mua. Còn các nhận xét nội bộ của Merrill mà Pfizer phát hiện được là 24/7 Media cũng chỉ là đồ rác rưởi. Kết quả, các nhà đầu tư tin vào khuyến nghị của Merrill đã mất 97.6% số tiền của họ khi 24/7 Media sụp đổ. Tại sao họ lại làm như vậy? Bởi Merrill Lynch kiếm được hàng trăm triệu đô la từ các công ty nhờ việc họ thuyết phục các nhà đầu tư nên mua. Vì các chuyên gia phân tích của hãng được hưởng tới hàng triệu đô la khi giúp các công ty đó bán cổ phiếu, mặc dù biết rằng các cổ phiếu này không đáng giá một xu. Và có thể vì một điều nữa, không kém phần quan trọng, đó là những người công khai bất đồng với ý kiến của công ty chắc chắn sẽ phải lãnh chịu hậu quả khôn lường. Mối quan hệ giữa Merrill Lynch với Enron là một ví dụ điển hình. Tháng 4 năm 1998, hai giám đốc cao cấp của Merrill đã gửi thông báo khẩn đến chủ tịch hãng, trong đó họ than phiền vì một chuyên gia phân tích của Merrill đã không có tinh thần hợp tác. Họ cho biết chuyên gia phân tích này đã mắc một lỗi nghiêm trọng khi đưa ra đánh giá có vẻ nhạt nhẽo về Enron. Và điều này khiến cho phía Enron trở nên không có thiện cảm với chuyên gia phân tích này. Họ kết luận rằng điều này đã dẫn đến hậu quả là Merrill Lynch đã để sổng mất một thương vụ ngân hàng đầu tư có lợi cho Enron. Không hề ngạc nhiên, ngay mùa hè năm đó, Merrill đã thay chuyên gia thiếu tinh thần hợp tác đó bằng một chuyên gia khác. Tai này đã mau mắn nâng hạng đánh giá Enron lên thành loại cổ phiếu nên mua. Và kết quả là ngay đầu năm 1999,
Enron đã đền ơn cho Merrill bằng một thương vụ ngân hàng mang lại cho hãng này một khoản phí là 45 triệu đô la. Các tay bào chữa cho Merrill Blinn lập luận rằng Enron chỉ là trường hợp duy nhất và email của các nhân viên phân tích mà ngài Spicer phát hiện ra chỉ là những con sâu bỏ rầu nồi canh. Nhưng những lập luận này không hề đúng. Các công ty đó chỉ là một số trong hàng tá các công ty mà Merrill từng đánh bóng. Các công ty này đã kiếm được hàng triệu đô la từ các nhà đầu tư khi cổ phiếu của họ tăng giá. Bộ phận ngân hàng đầu tư của Merrill đã thu về 115 triệu đô la tiền phí cho 52 giao dịch ngân hàng đầu tư từ các công ty mà họ đã thổi phồng. Còn các chuyên gia đưa ra những đánh giá dối trá, đó cũng kiếm chác kha khá trong các phi vụ đó, với các khoản tiền thưởng kết xù gắn với doanh số bán cổ phiếu. Trong khi đó, các nhà đầu tư tin tưởng vào các đánh giá của họ bị rơi vào cảnh khốn cùng. Các tay bào chữa của Forward cũng cho rằng Merrill Lynch là trường hợp tệ nhất và các hãng khác không đến nỗi tệ như vậy. Thế nhưng, lập luận này cũng sai nốt. Bản thân Tổng trưởng lý Spicer cũng phải cảnh báo rằng nếu các hành động của Merrill đã hèn hạ đến như vậy, thì hành động của các hãng môi giới lớn khác chắc chắn sẽ còn tệ hơn. Thực tế, những điều tra mới về Salomon Smith Pay này khiến các hành vi lừa đảo của Merrill chưa là gì khi so sánh với hãng này. Từ năm 1997 cho đến năm 2002, Salomon Smith Barney, một đơn vị của Citigroup, đã thu được số tiền 809 triệu đô la từ dịch vụ bảo lãnh phát hành cho các công ty trong mảng viễn thông, cộng thêm 178 triệu đô la từ dịch vụ tư vấn xác nhập. Tổng cộng là gần 1 tỷ đô la tiền phí, số tiền cao hơn so với bất kỳ hãng môi giới nào khác ở phố Wall có thể thu được. Cùng thời gian đó, Salomon và siêu sao viễn thông Jack Truman đã tung ra khắp phố World các khuyến nghị tốt đẹp về các công ty vốn là nguồn gốc của khoản tiền từ trên trời rơi xuống, trị giá gần 1 tỷ đô la trên. AT&T, Verizon, Qualcomm, Global Crossing, Level 3 Communications, West Communications và nhiều công ty khác. Có thể dự đoán trước, các nhà đầu tư đều tin tưởng Salomon đã bị đánh cho tơi bời khi mất tới 77.8% số tiền của mình. Với AT&T, 92.6%, với West, 99%, với Qualcomm, 97%, với Level 3 Communications và 99.9% với Global Crossing. Tổng cộng có tới 14 công ty viễn thông mà Truman và Salomon thuyết phục các nhà đầu tư mua cổ phiếu đã bị vỡ nợ hoặc đệ đơn phá sản. Nhìn đâu ở phố Wall cũng thấy những cảnh tượng tương tự. Joseph Ross tại UBS Rathbun đã đưa ra tới 10 khuyến nghị nên mua cổ phiếu của Optical Communication Products trong thời gian từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 7 năm 2002. Để rồi cổ phiếu này giảm từ 18.88 đô la xuống còn 1.19 đô la. Tháng 7 năm 2001, Linda Mertzschreller tại Merrill Lynch đã đưa ra đánh giá nên mua cổ phiếu String BCS lúc này đang ở mức 24.8 đô la. Sau đó đầu năm 2002, cô ta nâng mức đánh giá cổ phiếu này lên thành mua mạnh, ngay trước khi cổ phiếu này sụt giảm tới 50%. Trem Pabili, chuyên gia của Reddit Sales, đã đưa ra 11 đánh giá nên mua mạnh đối với cổ phiếu Covis Corporation trong thời gian từ tháng 11 năm 2000 đến tháng 10 năm 2001, trong khi giá của cổ phiếu này giảm từ 26.69 đô la xuống còn 1.77 đô la, tức là giảm 93.4% giá trị chỉ trong chưa đầy một năm. Đó là trò lừa đảo hay nhất mọi thời đại. Ngay cả băng đảng tội phạm mafia cũng còn phải tái mặt vì ghen tị với những thủ đoạn đó.